Các bạn khóa sinh ơi! Các bạn khóa sinh à! Chúng ta hãy cùng gửi lời chào tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nhá. Chúng con xin chào tất cả mọi người ạ. 1, 2, 3! Vâng ạ, Đỗ Dương cũng tin rằng khi thấy những hình ảnh của các bạn thì hàng ngàn các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream sẽ rất vui và hạnh phúc, đúng không ạ? Và hôm nay đã là ngày thứ 5 của khóa tu, bên cạnh những hoạt động sinh hoạt nhóm và các thời khóa thì chiều ngày hôm nay các bạn khóa sinh được tham gia gặp gỡ một nhân vật hết sức đặc biệt. Các bạn có muốn biết người đặc biệt đó là ai không ạ? Có muốn biết không ạ? Vậy thì bây giờ anh xin mời các bạn sẽ hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi video sau đây nhé. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, gắn với những năm tháng cống hiến hết mình cho Tổ quốc, người bạn thân đáng kính của các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, góp phần không nhỏ trong việc kết nối, đẩy mạnh mối quan hệ Việt Nam và các nước bạn. Hiểu rõ chúng ta cần gì để có thể kết nối, sẻ chia với một trái tim đầy nhiệt huyết vì thế hệ trẻ, và đặc biệt là tấm lòng trân quý luôn hướng về Phật pháp. Tôi rất hân hạnh và xúc động khi nhìn thấy hàng ngàn các bạn thanh thiếu niên chúng ta ngồi đây để nói với các em vài câu ngắn gọn thôi, là các em đã lựa chọn một con đường đi đúng. Các em đang đem trái tim trí tuệ tâm hồn các em dành cho Phật pháp, tức là các em đang dành cho gia đình mình, cho chính bản thân mình những thành quả rất tốt đẹp trong tương lai cho đất nước. Nhân vật truyền cảm hứng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn. Kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình trực tiếp, và kính thưa hơn 5.000 các bạn khóa sinh cùng tình nguyện viên tại khóa tu mùa hè Chùa Vàng năm 2022. Thưa toàn thể quý khán giả cũng như các con khóa sinh, thì các con biết đấy, có người từng nói rằng là gì? Giao tiếp chính là chìa khóa để dẫn đến thành công. Và cha ông ta thì có rất nhiều các câu ca dao tục ngữ nói về điều này, trong đó có câu đó là gì? Học ăn, học gì ạ? Học nói, gì nữa ạ? Học gói, học mở. Đấy, và trong lịch sử thì có rất là nhiều những trường hợp nhờ giao tiếp mà có được cả gọi là quốc độ, nhưng cũng có những trường hợp mà chỉ vì giao tiếp không tốt mà mất đi cả đất nước. Do đó, cái tầm quan trọng của việc giao tiếp là rất là lớn. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức rất là vui mừng được thông báo với các con hôm nay mời đến giao lưu với các con là một chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao. Bác đã có thâm niên hơn 40 năm công tác trong ngành ngoại giao, và bác đã rất là hoan hỷ khi hôm nay đến để giao lưu với các con. Một lần nữa, thầy xin được trân trọng giới thiệu Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Liên bang Nga. Mời toàn thể các con dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn. Chúng ta hãy cùng giơ cao cánh tay của mình lên. Vâng ạ, các bạn hãy cùng gửi lời chào tới bác nhé. Chúng cháu xin kính chào bác ạ. 1, 2, 3. Các bạn cùng gửi lời chào từ bác một lần nữa nhá. Chúng cháu xin kính chào bác ạ. 1, 2, 3. Chúng cháu xin kính chào bác ạ. Vâng, xin mời bác Thanh Sơn an tọa. Và xin mời các con trong ban đồng an tọa để chúng ta chính thức bước vào buổi giao lưu ngày hôm nay. Vâng, các con, đất ta
Vâng. Bây giờ thì các thầy xin mời bác Thanh Sơn sẽ bắt đầu buổi giao lưu với hơn 5.000 bạn khóa sinh cũng như tình nguyện viên của khóa tu mùa hè lần thứ 2 Chùa Vàng năm 2022. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác. Xin mời các con một tràng vỗ tay thật dài, thật rộng rã để buổi giao lưu của ta chính thức bắt đầu. Trước hết bác xin chào tất cả các cháu. Học sinh khóa tu năm 2022 tại Chùa Ba Vàng là một niềm vinh dự rất lớn, không phải đối với các cháu mà đối với tất cả các bạn, kể cả những người chưa được đến chùa, chưa được tham dự khóa tu này, những người đang mong đợi sẽ được tham dự những khóa tu mùa hè như các cháu ở những mùa sau cũng đều đang rất là háo hức đón chờ. Và các cháu là đại diện cho hàng vạn, hàng triệu các cháu học sinh khác đang mong muốn được tham dự khóa tu bổ ích như thế này. Một lần nữa bác xin chúc mừng tất cả các cháu. Có thể nói là hôm nay thì bác cũng rất bất ngờ là cách đây cũng hơn một tuần thì nhận được cái lời mời của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, chủ trì Chùa Ba Vàng, mời đến để giao lưu với các cháu trong cái khóa tu mùa hè tại chùa. Rất là thú vị, rất là bổ ích, mà vẹn vẹn chỉ có một tuần, đúng không ạ? Một tuần lễ nó rất là ngắn đối với cái công việc mà các cháu đã tiếp xúc với tăng đoàn, với các tăng ni Chùa Ba Vàng, với các Phật tử Chùa Ba Vàng, đặc biệt là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, người trụ trì và định hướng cho toàn bộ cái hoạt động của Chùa Ba Vàng, trong đó có cái hoạt động mà khóa tu mùa hè hàng năm của các cháu học sinh, sinh viên đến với nhà chùa. Bác cho đây là một cái hoạt động hết sức quan trọng, định hướng cho các cháu bước vào đời trong những năm tới đây, hoặc là trở thành những sinh viên, hoặc là trở thành những chuyên gia, hoặc là trở thành những công nhân, những nhân viên trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mà các cháu sẽ tham gia trong thời gian tới đây. 7 ngày trải qua cái khóa tu mùa hè ở trường, bác nghĩ là các cháu sẽ có nhiều kiến thức bổ ích, có nhiều tình cảm đặc biệt đối với lại Phật Pháp, đặc biệt các cháu sẽ nhận ra được cái chân lý, một cái điều rất quan trọng để đóng góp cho các cháu trong hành trang kiến thức mà tới đây các cháu bước vào đời. Có người sẽ đi du học nước ngoài, có người sẽ vào các trường đại học ở trong nước, có người sẽ vào các trường kỹ thuật, có người sẽ vào các trường dạy nghề, có người sẽ trực tiếp vào đời bằng các cái cuộc sống thực tại mà các cháu đang trải nghiệm. Cho nên cái khóa tu mùa hè đối với các cháu là một cái điều vinh dự, bổ ích, nhưng đồng thời bác nghĩ nó cũng là cái dịp rất hiếm có để các cháu có dịp tiếp xúc với tăng ni Chùa Ba Vàng, đặc biệt là Đại Đức trụ trì chùa, cũng như là các cháu được dịp tiếp xúc và hiểu thế nào là Phật Pháp, thế nào là cuộc sống của những người xuất gia tu hành thông qua cuộc sống hàng ngày của các tăng ni trong chùa. Bác xin chúc mừng các cháu một lần nữa đã có được cái vinh hạnh này. Nhìn gương mặt của các cháu ở giảng đường hôm nay, kể cả các cháu nam sinh cũng như nữ sinh, cái điều đầu tiên bác nhận thấy là cái sự tươi trẻ. Cái sự tươi trẻ hồn nhiên, tự giác của các cháu đến với lại cái khóa tu mùa hè này. Đấy là cái điều mà bác cho nó rất là quý giá, là bởi vì không có gì bằng chính tự chúng ta, từ trái tim, từ đáy lòng, từ nhận thức, từ cái tâm mình hướng cho một cái việc rất là bổ ích, không phải cho mình mà cho cả gia đình mình, cho cả xã hội của chúng ta. Nhìn gương mặt các cháu hôm nay ở đây, bác nhớ lại những năm, rất nhiều năm trước đây, đã ở lứa tuổi các cháu không có được cái hạnh phúc này đâu. Bởi vì lúc đó là chiến tranh, lúc đó đất nước chúng ta còn nhiều đau khổ, lúc đó đất nước chúng ta còn rất nhiều khó khăn. Mà cuộc sống của những người ở lứa tuổi như bác, thời kỳ các cháu, thì không có được những cái hạnh phúc như thế này. Có những người phải bỏ học để đi kiếm ăn, có những người phải tham gia các hoạt động xã hội để mà tự kiếm sống. Thế rồi cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ
nó làm gián đoạn cho cái sự phát triển của đất nước và học hành của nhiều người. Cái thế hệ các bác là thế hệ những người trực tiếp tham gia và chứng kiến những cuộc chiến tranh tàn khốc trên đất nước chúng ta thì mới thấy được cái hạnh phúc của các cháu ngày hôm nay. Các cháu không những được gia đình chăm sóc, được xã hội quan tâm, các cháu được học hành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được đào tạo, được bồi dưỡng kiến thức bằng rất nhiều các môn học bổ ích lý thú. Những cái môn học mà các cháu trải nghiệm qua khóa tu mùa hè lần này tại chùa Ba Vàng, đó là cái môn học mà bác cho là rất đặc biệt, không phải ở đâu cũng có. Cho nên các cháu cố gắng, 7 ngày nó rất là ngắn ngủi, các cháu tiếp xúc làm quen với nhau, các cháu trao đổi với nhau về những kiến thức học ở các trường, học ạ, về cuộc sống của bản thân, của gia đình. Nhưng các cháu cố gắng tìm hiểu cái đời sống của Phật giáo Việt Nam. Nếu các cháu hiểu được cái tôn giáo rất là to lớn này thì các cháu sẽ thấy được cái mục đích ý nghĩa của nó rất cao cả. Không ạ? Đó là đoàn kết, hòa hợp về tình bác ái đối với tất cả mọi người trong xã hội, đối với nhân loại. Đó là yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau và cùng vì mục đích chung xây dựng một xã hội, một đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp. Cho nên là hôm nay các cháu đến đây cùng với bác chúng ta giao lưu với nhau để chúng ta tìm hiểu xem là cái thời kỳ các bác nó có những khó khăn gì và đến bây giờ trưởng thành. Thì bác cũng rất mong muốn là các cháu trong số rất nhiều người ngồi ở đây sẽ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước, phải không ạ? Những doanh nhân nổi tiếng, những người thành đạt, rồi có những người trở thành những vị đại sứ của đất nước chúng ta đi khắp năm châu bốn biển như bác đã từng đi, phải không ạ? Nói ở đây để các cháu thấy rằng là cái sự phấn đấu, cái nỗ lực, cảm ơn các cháu, cái sự phấn đấu, cái nỗ lực không phải là chỉ có cha mẹ, gia đình mong muốn cho các cháu trưởng thành, mà trước hết là bản thân các cháu phải tự nhận định, các cháu phải tự giác nhận thấy cuộc sống của mình cần phải làm như thế nào. Thì một trong những cái việc mà bác đánh giá rất cao là các cháu không tham gia vào những hoạt động vui chơi giải trí ở bên ngoài. Có thể có rất nhiều cháu gia đình có điều kiện, bản thân các cháu có thể đi nghỉ ở các resort, đi du lịch ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Có thể có những cháu có điều kiện cùng với gia đình đi ra nước ngoài nghỉ ngơi để thăm thú. Nhưng mà tất cả các cái đó để sau. Cái này quan trọng. Cái một tuần lễ khóa tu mùa hè này của các cháu cực kỳ quan trọng để định hướng thêm cho các cháu trong cái tiềm thức, trong cái suy nghĩ của mình về việc làm và những cái suy nghĩ trong tương lai để làm sao các cháu tự làm giàu cho bản thân mình về kiến thức, tự làm giàu cho bản thân mình về tình cảm, về sức khỏe, rồi sau đó chúng ta mới có được những cái điều khác để đóng góp cho đất nước, cho gia đình. Cho nên là hôm nay đến đây với các cháu thì trước hết là bác cũng rất vinh dự và bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với cái sự đánh giá, nhìn nhận của Tăng đoàn Chùa Ba Vàng nói chung, đứng đầu là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Và bác cũng nói với các cháu là bác đến với Chùa Ba Vàng chưa lâu đâu. Bác đến với Phật Pháp thì rất lâu rồi. Thế nhưng mà đến với Chùa Ba Vàng thì chỉ mấy năm nay, bởi vì thông qua các cái hoạt động của nhà chùa cũng như các hoạt động của các cháu. Như ngày hôm nay ở trên YouTube, ở trên mạng, bác mới thấy rằng là cái hoạt động này và nhiều những hoạt động khác mà nhà chùa đã tổ chức từ nhiều năm nay, nó đem lại cái lợi ích thiết thực cho tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã hội, từ những người trẻ cho lên đến những người già. Vì mỗi một lứa tuổi, mỗi một thế hệ nó có cái lợi ích riêng của nó. Đối với các cháu là định hướng để vào đời, đối với thế hệ những người lớn hơn một chút, định hướng để mà làm sao cho công việc nó sẽ tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Đối thế hệ như các bác đã đóng góp cho đất nước rồi, đã phục vụ cho đất nước rồi, thì bây giờ mình làm sao có sức khỏe, bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được cái trí tuệ của mình để tiếp tục cùng với các cháu xây dựng đất nước trong tương lai. Vì dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta rất đều, rất giàu và đẹp, rất đáng tự hào. Mà thế hệ các cháu đã có những cái định hướng tốt, thế hệ các cháu đã có những cái suy nghĩ đúng đắn,
để mà tham dự những khóa tu này để làm sao bổ sung cho cái hành trang kiến thức của mình sau này, làm nền tảng cho cái tư duy của mình để lựa chọn con đường đúng trong xã hội, trong cuộc sống. Cái đó là cái mà rất quan trọng. Bác đến đây, bác nhìn thấy các cháu từ nam đến nữ, không ạ? Gương mặt nào cũng rất sáng sủa. Điều đó chứng tỏ là thế hệ tương lai đất nước Việt Nam của chúng ta, tương lai đất nước, tổ quốc, dân tộc của chúng ta sẽ rất là thịnh vượng, sẽ rất là vững mạnh khi có những gương mặt sáng sủa. Ngồi đây hôm nay 4.000, 5.000, 6.000, thậm chí là nhiều hơn nữa những hạt giống đang ngồi đây. Sau một thời gian nữa, 5 năm, 10 năm, các cháu sẽ trở thành những con người rất có ích cho xã hội. Có người sẽ trở thành những người nổi tiếng, không ạ? Đem lại vinh dự cho đất nước, cho gia đình. Có những cháu sẽ trở thành những người mà có thể không phải chỉ phục vụ cho đất nước mà phục vụ cho cả thế giới. Tức là tham gia các tổ chức quốc tế, không ạ? Tham gia rất nhiều các hoạt động mà chúng ta đang tham gia với thế giới, hội nhập để chúng ta giao lưu, chúng ta tìm hiểu những cái tốt đẹp của thế giới đưa về cho đất nước chúng ta. Trong số các cháu ngồi đây, bác hy vọng là sẽ có rất nhiều cháu với cái hành trang kiến thức các cháu được đào tạo ở trường phổ thông, rồi sắp tới là trường đại học, rồi các cái hệ thống giáo dục khác nhau, và cái kiến thức của các cháu tham dự khóa tu ngày hôm nay nó sẽ đem lại cho các cháu một cái lợi ích rất thiết thực, rất thiết thực. Bác khẳng định với các cháu như vậy. Bởi vì khi các cháu đã có định hướng, các cháu đã biết tự giác nhìn nhận ra một cái chân lý, không ạ? Một cái công việc rất đáng làm, đem lại lợi ích không phải cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho xã hội, thì các cháu sẽ trở thành những người rất có ích. Bác rất mong muốn là trong số 5-6 ngàn cháu hôm nay có mặt ở đây, sẽ có tới già nửa sẽ trở thành những người lãnh đạo của đất nước tương lai. Số còn lại sẽ là những nhà bác học, phải không ạ? Những nhà văn hóa, những nhà kinh tế, những doanh nhân đem lại cái lợi ích cho đất nước, đem lại cái vinh dự, vinh quang cho đất nước. Ở đây hôm nay bác muốn trao đổi với các cháu không phải là bác muốn là các cháu cũng học tập như rất nhiều các anh các chị đi trước ở các cái lớp khóa tu mùa hè như này chùa Ba Vàng, và từ cái giác ngộ, cái nhận thức của mình, những người đi trước các cháu, thế hệ các anh các chị các cháu đây, có rất nhiều người như thầy Quang Hưng, một số các thầy khác, không ạ, đã từng là những học sinh, những sinh viên tham gia các khóa tu của nhà chùa, rồi thì bây giờ lại rất là giác ngộ và trở thành những con người mà có thể lại tiếp tục đi vào cái sự nghiệp để mà có thể trở thành những nhà xuất gia tu hành, những bậc thầy trong xã hội để hoằng dương Phật Pháp và đem lại cái lợi ích cho quần chúng nhân dân ở rất nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội. Cho nên gặp các cháu hôm nay thì phải nói là bác cũng rất là phấn khởi và cũng rất tự hào là cái thế hệ tuổi trẻ các cháu học sinh Việt Nam. Bác biết là trong số các cháu ngồi đây ấy, là có rất nhiều cháu đến từ các vùng miền khác nhau, không phải chỉ có ở địa phương Uông Bí, Quảng Ninh, mà rất nhiều các tỉnh thành từ Nam chí Bắc, với thành phần xuất thân trong gia đình, trong xã hội cũng rất là khác nhau. Cái đó là sự phong phú, cái đó cũng chính là thể hiện cái truyền thống của dân tộc chúng ta luôn luôn đoàn kết gắn bó. Các dân tộc trong đất nước chúng ta, các tầng lớp nhân dân trong xã hội của đất nước chúng ta luôn luôn đoàn kết gắn bó với nhau dưới cái môi trường, dưới cái mái nhà chung của chúng ta, đó là tổ quốc, đó là gia đình. Và hôm nay các cháu đến với lại Phật giáo, Phật Pháp, thì bác cho rằng là một cái môn học nghiên cứu mới của các cháu để tìm tòi trong một thời gian rất ngắn ngủi để các cháu thấy rằng là nó có lợi ích gì. Thì bác sẵn sàng chia sẻ với các cháu về những kinh nghiệm và những cái bác đã trải qua trong suốt nhiều chục năm qua, vừa đóng góp cho đất nước, vừa đóng góp cho gia đình, cho xã hội, thế rồi là việc học tập ra làm sao, thế rồi cuộc đời đến với lại Phật Pháp như thế nào,
Thế và nhìn nhận đánh giá về cái tôn giáo này như thế nào? Các cháu phải hiểu. Bởi vì đất nước chúng ta là đất nước đa tôn giáo, tức là có rất nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng mà chúng ta có Phật giáo là truyền thống và là lớn nhất, và có thể nói là Phật tử của cái tôn giáo này. Cái tôn giáo mà các cháu đang nghiên cứu, đang tiếp cận làm quen là tới 2/3, không ạ? Mà chúng ta đã có thời kỳ đất nước chúng ta, tổ quốc chúng ta có Phật giáo là quốc đạo. Đó là những cái thời kỳ Lý Trần Lê. Và các cháu xem lại lịch sử, các cháu học lịch sử ở trong trường phổ thông ấy, các cháu thấy đặc biệt lịch sử nhà Trần, không ạ? Chúng ta 3 lần chiến thắng quân Nguyên, thì nhà Trần cũng là một trong những triều đại của đất nước chúng ta lấy Phật giáo làm quốc đạo. Lấy Phật giáo làm quốc đạo. Và các cháu nghiên cứu lại lịch sử, các cháu thấy là những triều đại nào mà ông cha ta lấy Phật giáo làm quốc đạo thì đất nước chúng ta rất hưng thịnh, rất oanh liệt. Kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không có kẻ ngoại xâm nào đến đất nước chúng ta mà có thể chiếm cứ được, mà có thể ra về được ổn định. Chúng ta đều đánh cho tan tác tả tơi, như thực dân Pháp, như đế quốc Mỹ sau này, không ạ? Các cháu còn trẻ, các cháu chưa biết, các cháu chưa từng trải. Đó là hạnh phúc của các cháu, không được và không cần phải nhìn thấy chiến tranh. Các cháu được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay là nhờ có các thế hệ cha ông đi trước. Và các cháu đến với lại khóa tu mùa hè năm nay, đó là cái duyên lành và cũng là cái phúc đức. Bác nói là cái phúc đức của gia đình mỗi cháu lựa chọn một cái thời gian rất ngắn để mà tiếp cận với một cái tôn giáo đem lại lợi ích, an lành, niềm vui, hạnh phúc cho mỗi gia đình, cho xã hội và rộng ra là cho cả đất nước chúng ta. Các cháu nhất trí thế không? Cho nên là bác cũng rất là cảm kích khi bác xem ở trên mạng, bác xem trên YouTube những cái hoạt động của Chùa Ba Vàng. Phải nói với các cháu là có những hoạt động mà thầy trụ trì cùng với tăng đoàn, các chư tôn đức tăng ni ở chùa tổ chức cùng với các cái khóa tu mùa hè của các cháu nhiều những lớp trước, nhiều năm trước đây, có những khóa tu, có những hoạt động mà gây cái xúc động cho hàng triệu người ở trong xã hội, trong đất nước chúng ta. Cá nhân bác cũng vì cái sự khâm phục, cái sự giác ngộ và cái sự tôn trọng đối với các hoạt động của nhà chùa, bác đến với chùa. Vì đất nước chúng ta thì đâu cũng có chùa, đúng không ạ? Các cháu mỗi người ở một vùng quê, vùng miền khác nhau, một tỉnh thành, các cháu thấy là không có làng xã nào không có chùa, đúng không ạ? Mình có thể đến chùa làng, mình có thể đến chùa xã, mình có thể đến chùa tỉnh, nhưng mà chùa Ba Vàng thì cũng như bác nói các cháu là một cái trung tâm, nó là hiện diện, đại diện cho cái sự lớn mạnh cũng như là cái sự chân chính của Phật giáo Việt Nam nói chung. Và đây là điểm hẹn không phải chỉ có Phật tử, chỉ có những người hướng về Phật Pháp của đất nước mà của cả thế giới. Bác có thể khẳng định với các cháu như vậy. Cho nên các cháu đến đây, đúng không ạ? Các cháu tham dự cái khóa tu mùa hè năm nay là niềm hạnh phúc, sự lựa chọn rất đúng đắn. Và đây là hạnh phúc của các cháu và của gia đình các cháu. Bác có thể khẳng định như vậy. Cho nên hôm nay gặp các cháu ở đây thì có lẽ là thế này, bác chỉ nói những cái vấn đề nó khái quát như thế, đúng không ạ? Thế còn thì rất mong muốn là cái giao lưu ấy, là các cháu có thể có những suy nghĩ, các cháu có thể hỏi. Bác thì đã từng chứng kiến toàn bộ cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân chúng ta. Nhưng rồi bác cũng được sang Đảng và Nhà nước cho sang du học ở Liên Xô trước đây, tức là các cháu nhớ ngày xưa gọi Liên Xô, bây giờ là Liên bang Nga. Các cháu nghiên cứu cho biết là một trong những cường quốc lớn trên thế giới. Thế rồi thì bác trở thành cán bộ ngoại giao, thế rồi cứ phấn đấu dần dần đi lên. Không hiểu có phải ở đây bác không khẳng định với các cháu để các cháu cứ phải theo cái con đường của bác như thế. Nhưng bác nói rằng là từ cái thấm nhuần từ nhỏ như các cháu,
theo mẹ lên chùa. Cái lúc còn bé thì mẹ bác là hay đi lên chùa lễ Phật, mình đi theo. Rồi mình có cái duyên, có cái cảm tình với Phật Pháp, với Phật giáo. Mình thấy ngôi chùa nó yên lành lắm. Mà ngày xưa thì không phải cái thời kỳ chiến tranh thì không phải là chúng ta có được cơ ngơi khang trang như thế này đâu. Xưa là những cái ngôi chùa rất là cổ kính, nhỏ bé. Cũng như là khi Thầy Thích Trúc Thái Minh đến cái vùng đất này thì cái ngôi chùa Bá Vàng lúc đó là chùa cổ, nó rất là sơ sài, rất là siêu vẹo, rất là đổ nát, không phải khang trang được như bây giờ. Thế rồi mới dày công vun đắp, không ạ? Mới xây dựng được ngôi chùa như ngày nay để phục vụ cho nhân dân và phục vụ cho đồng bào. Thì lúc bây giờ bác có cái cảm nhận về Phật giáo nó rất là sâu sắc. Mặc dù mình chưa hiểu hết, nhưng mà theo mẹ đi chùa lễ Phật, thấy mẹ rất thành công lễ Phật, thấy mẹ rất là mộ cái đạo Phật, không ạ? Và mẹ rất là ngưỡng mộ, thì mình thương mẹ thì mình cũng làm theo. Thế rồi dần dần Phật Pháp cảm hóa mình, lúc nào đó mình không biết, tự cái tâm mình thấy là đây là một cái việc làm rất đúng. Bởi vì Phật giáo đem lại cho chúng ta cái lợi lộc, cái an lạc, cái hòa bình, yêu thương, quý mến lẫn nhau, không ạ? Gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau, chứ không chia rẽ, không hận thù. Cái quan trọng nhất là cái không chia rẽ, không hận thù. Các cháu dự cái khóa tu mùa hè một tuần, các cháu sẽ thấy quyến luyến gắn bó với nhau. Khi mà cái khóa tu này kết thúc, các cháu có đồng ý thấy không? Các cháu sẽ quen dần và các cháu sẽ thấy rằng là những cái các cháu sẽ thấy những ngày đầu còn bỡ ngỡ chưa quen, nhưng mà sẽ ngộ dần ra là cái khóa tu nó có nhiều kiến thức mới. Nó giúp cho chúng ta nhìn nhận cái quan hệ giao lưu bạn hữu với nhau, nhìn nhận về gia đình, về người thân, về bạn bè trong xã hội, nó rất là chân lý, nó rất là thiện tâm. Cho nên các cháu sẽ thấy rằng là nó là lợi ích. Và đến khi các cháu ở một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, rồi kết thúc khóa tu mùa hè, đây là bác không nói là các cháu giống như các thầy ở trong chùa đã xuất ra tu hành, đây là cái đạo hạnh rất lớn. Nhưng mà các cháu tham dự khóa tu để các cháu nạp thêm, như bác đã nói, nạp thêm kiến thức để có cái nhận thức thêm về quan hệ xã hội và cái mục đích của cái đạo pháp này là như thế nào. Thì các cháu sẽ thấy là sau 7 ngày tu tập ở đây, rồi các cháu, mỗi cháu sẽ trở về gia đình mình, về cuộc sống của gia đình mình, về với mái trường mình đang học, về với bài vở hàng ngày, các cháu sẽ thấy rằng là 7 ngày ở đây nó quý giá. 7 ngày ở đây nó có những sự khai mở, 7 ngày ở đây cho các cháu gần gũi tiếp xúc với nhau. Tại sao các cháu ở khắp nơi tư xứ, từ Bắc chí Nam gặp nhau ở đây lại quý mến, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau? Đó chính là cái Phật Pháp làm cho các cháu gần nhau. Đó là những cái điều mà các cháu đã được học trong 7 ngày tham dự khóa học này. Rồi đến lúc các cháu chia tay nhau, các cháu sẽ có một cái sự quyến luyến, có một sự lưu luyến, mong muốn được gần nhau tiếp tục. Đó chính là cái liên kết của những cái kiến thức mới mà các cháu nạp được trong 7 ngày các cháu dự cái khóa tu này. Thì bác mong là 7 ngày rất ngắn ngủi, các cháu cố gắng tiếp thu những cái bài giảng của Chư Tăng Đoàn Chùa Ba Vàng, của các thầy. Các cháu cố gắng nhìn lại mình để xem là 7 ngày các cháu dự khóa tu này, các cháu có cái lợi lộc gì, các cháu có kiến thức gì. Và các cháu sẽ cảm thấy rằng là cũng giống như bác ấy, tức là khi theo mẹ đến chùa nhiều, thế rồi mình tự nhiên có một cái tâm với Phật giáo, Phật Pháp. Thế và bác cũng nghĩ rằng là có lẽ là do bác có cái tâm Phật Pháp, cho nên là cuộc đời nó trưởng thành dần dần, đi đâu nó có cái may mắn, làm cái gì nó có may mắn, đúng không ạ? Mình phải cố gắng học, nhưng mình cố gắng học cộng với lại cái tư duy của mình về những kiến thức đối với Phật Pháp, tự nhiên mình học giỏi hơn người khác. Bác nói nghiêm túc như vậy, tự nhiên mình học chăm hơn nhiều bạn khác, mình lại giúp được những bạn khác. Thế rồi cuối cùng là mình thi vào đại học, mình được điểm cao, mình được chọn đi học nước ngoài, ví dụ như vậy. Đấy. Thế và cái lúc đó các cháu nhớ là đất nước mình đang chiến tranh, đang đánh nhau ác liệt lắm. Nghĩa là thời kỳ vô cùng là khó khăn, gian khổ. Đấy. Thì bác được chọn đi học ở nước ngoài. Thì sau này bác nghĩ là có phải do mình có tâm, mình hướng đến Phật Pháp,
được, chúng ta vẫn hay nói là được độ trì, không ạ? Mình gặp những cái may mắn, mình học một mình biết hai, không ạ? Có những người ấy là người ta không những người ta biết hai biết ba, người ta giúp được cho bạn bè rất nhiều. Rồi thì cuộc đời nó cứ đi lên, từng bước đi lên, mỗi một năm nó có một cái biến chuyển khác nhau. Đó. Thì bác khuyên các cháu là cố gắng trau dồi những kiến thức mà các thầy trong cái khóa tu này giảng dạy cho các cháu, không ạ? Thế rồi các cháu sẽ có những cái nhìn nhận không phải cho bản thân mình mà cho gia đình mình, không ạ? Cha mẹ, các cháu, người thân các cháu đều gửi gắm tới cái khóa tu này để giúp cho các cháu có những kiến thức mới, giúp cho các cháu, vì cái tuổi các cháu đây là tuổi đang bắt đầu có những định hình vào cuộc sống rất là rõ ràng, không ạ? Các cháu đã có những nhận thức rất tốt rồi, bây giờ định hướng thôi. Định hướng tuổi này là tuổi các cháu định hướng xem là sau này mình trở thành cái gì, không ạ? Có những cháu trong số này cũng có những cháu có khi vinh dự mà là cái phúc đức, không ạ? Có khi lại trở thành những nhà xuất gia tu hành như một số các thầy trong các khóa tu trước đây, bây giờ đã trở thành ấy. Thì đấy là một cái duyên. Nhưng có những cháu sẽ trở thành những nhà bác học, có cháu sẽ tham dự các cái giải quốc tế trong các cái lĩnh vực này khác, có các cháu sẽ trở thành những nhà ngoại giao như bác, không ạ? Có những cháu sẽ trở thành các vị tướng lĩnh trong quân đội, không? Có những cháu trở thành nhà văn, nhà thơ, không ạ? Nổi tiếng. Thì bác mong là thế này, tất cả các cháu ngồi đây, bác khẳng định là các cháu đã có tâm đến đây tham dự cái khóa tu này, khóa tu mùa hè này, dứt khoát tất cả các cháu ngồi đây sẽ đều trở thành những người tốt. Trước hết là phải nói như thế, đều trở thành những người tốt. Các cháu sẽ trở thành những người tốt trong xã hội, đó là điều chắc chắn. Các cháu sẽ làm những việc thiện, không bao giờ làm những việc ác. Còn trở thành những người nổi tiếng, những người tướng lĩnh, hay là những nhà ngoại giao, hay là những nhà văn, nhà thơ, những nhà y học, hay những doanh nhân tầm cỡ quốc tế hay là trong nước, thì nó phụ thuộc tiếp tục vào con đường học hành và tu tập của các cháu. Nhưng mà nền tảng là từ đây. Bác nói với các cháu, bác có thể khẳng định với các cháu, nền tảng là từ đây. Các cháu đã tham dự cái khóa tu này, tức là các cháu đã chọn một cái định hướng đúng để các cháu tiếp tục đi lên. Các cháu tiếp tục đi lên. Thì hôm nay bác đến đây với các cháu thì cũng nói thật là cũng không dám về Phật Pháp, thì không dám vượt qua cái nhận thức và cái giảng dạy của các thầy ở chùa, đặc biệt là Đại Đức trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, là một nhà trí thức, không ạ? Là một nhà trí thức bỏ cuộc đời trần tục để xuất gia tu hành, tìm ra con đường chân chính. Và bác cũng rất là cảm phục, và bác cũng rất là ngưỡng mộ cái hoạt động cũng như cái mục đích của chùa Ba Vàng mà bác đến với chùa Ba Vàng. Mới đến với chùa Ba Vàng. Cho nên là các cháu có thể hoàn toàn yên tâm, tin tưởng. Các cháu yên tâm, tin tưởng là các cháu đã chọn đúng cái nơi để các cháu gửi gắm niềm tin. Các cháu đã chọn đúng cái nơi để các cháu có thêm những kiến thức mới mẻ mà trong nhà trường phổ thông các cháu sẽ không được học cái này. Trong trường phổ thông các cháu chỉ được học lịch sử để các cháu biết về các triều đại, về các thời kỳ phát triển của đất nước, dân tộc chúng ta qua các triều đại, các thời kỳ của tổ tiên, ông bà chúng ta. Nhưng mà những kiến thức về Phật giáo thì các cháu chỉ có thể thu nạp ở các ngôi chùa như thế này, và đặc biệt là chùa Ba Vàng. Thế cho nên là bác thì chắc là các thầy cũng đã giới thiệu, thì bác đã từng du học ở Liên Xô trước đây, ở Liên bang Nga. Thế rồi bác đã trở thành nhà ngoại giao, bác làm đại sứ của ta ở Liên bang Nga, ở một số nước khác, ở 5 nước khác trên thế giới. Thế rồi bác cũng đi rất nhiều, gần như đi khắp thế giới để mà mình làm việc, phục vụ cho đất nước. Nhưng mà bác thấy, bác nói thật với các cháu là bác đi rất nhiều nước. Nhưng mà có lẽ, ở đây nói không phải động viên các cháu, nhưng mà đẹp, đặc biệt, và nó có cái khác lạ về văn hóa dân tộc, về truyền thống của dân tộc, và đặc biệt là cái sự phát triển của Phật giáo. Rất nhiều nước có Phật giáo là quốc đạo, rất nhiều nước cũng theo Phật giáo như chúng ta.
Nhưng mà ở Việt Nam đặc biệt, chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta phải yêu đất nước Việt Nam đương nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu nhân dân là đương nhiên rồi. Nhưng mà một cách công tâm mà nói, khi các cháu có những kiến thức về Phật học thì các cháu sẽ thấy rằng là cái sự so sánh đánh giá thông qua cái tri thức về Phật học nó rất công bằng. Nó rất công bằng. Thì chúng ta phải nói rằng là không đâu có được như đất nước chúng ta. Không đâu có được như đất nước Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt các cháu sau này, các cháu lớn, các cháu trưởng thành, các cháu đi các nước, các cháu sẽ thấy rằng là đất nước chúng ta đẹp lắm. Và đạo Phật, Phật giáo ở đất nước Việt Nam chúng ta đang được nhân dân ngày càng ngưỡng mộ và ngày càng mong muốn phát triển. Và các cháu thấy là chưa bao giờ mà đình đền chùa miếu mạo ở đất nước chúng ta được Đảng và Nhà nước quan tâm và xây dựng nhiều như bây giờ. Cho nên là bác rất muốn chia sẻ với các cháu một số những cái suy nghĩ, cảm nhận về những cái mà các cháu sẽ trải qua trong khóa tu này, đúng không ạ? Thế rồi thì mong là các cháu, tất cả các cháu ngồi đây sẽ đều trở thành những người tốt cho đất nước, cho gia đình, cho bản thân mình. Các cháu sẽ tự vươn lên và sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và chắc chắn là Phật Pháp, những suy nghĩ, những cái tư duy về Phật giáo sẽ đem lại cho các cháu rất nhiều lợi lộc. Bác khẳng định với các cháu như vậy. Khi các cháu hiểu vấn đề này thì hôm nay có lẽ là bác trao đổi với các cháu như thế. Thế còn thì bác muốn dành thời gian với các cháu. Các cháu muốn đặt câu hỏi gì bác cũng xin sẵn sàng trả lời các cháu. Nhưng mà hỏi sâu quá Phật Pháp là bác chịu đấy, phải nhờ các thầy. Thế còn thì các cháu hỏi về cuộc sống, hỏi về cái con đường của bác đến Phật Pháp như nào thì bác sẵn sàng trả lời. Thì có lẽ là mời các cháu nhờ. Mời các cháu. Dạ vâng ạ, cháu theo bác Sơn. Trước khi bước vào phần cho các bạn đặt câu hỏi thì chúng cháu xin phép sẽ cho các bạn đứng dậy để khởi động một chút cho thoải mái ạ. Vâng ạ, xin mời các bạn khóa sinh trời ta. Vâng, sau đây các bạn sẽ cùng nhau hát bài hát Người tôi yêu tôi thương. Vâng, xin mời anh Hiểu ạ, xin mời anh Hiểu ra đây cùng em ạ. Rồi, vỗ cánh tay lên cao nào. Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương, xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi, người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi, người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó, người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Người yêu tôi thương tôi nhá. Bên trái tôi là người yêu tôi thương tôi, bên phải tôi là người yêu tôi thương tôi, trước mặt tôi là người yêu tôi thương tôi, xung quanh tôi là người yêu tôi thương tôi. Người yêu tôi thương tôi đang ngồi bên trái của tôi, người yêu tôi thương tôi đang ngồi bên phải của tôi, người yêu tôi thương tôi đang ngồi xung quanh tôi đó, người yêu tôi thương tôi đang ngồi xung quanh tôi đây. Vỗ cánh tay lên cao nào. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng, bây giờ xin mời các bạn đất ta. Vâng ạ, cháu thưa bác Sơn ạ, có lẽ là qua những lời bác chia sẻ vừa rồi thì sẽ có rất nhiều những bạn có gọi là thắc mắc hoặc có những điều muốn bác gọi là tư vấn một chút ạ. Vâng, bây giờ thì các bạn có ai gọi là mong muốn mình sẽ trở thành người có kỹ năng giao tiếp giỏi không? Giơ tay lên giúp anh xem nào. Bạn nào muốn trở thành nhà ngoại giao như bác Sơn ạ? À, cũng nhiều, rất nhiều, bên nam thì nhiều hơn bên nữ ạ. Rồi, thế thì các bạn có muốn học bí quyết làm sao mà để gọi là có một cái cách giao tiếp lưu loát như bác Sơn không? Bạn nào muốn giơ tay? Rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ bạn nào có thể đứng lên đặt câu hỏi để bác Sơn có thể trả lời và chia sẻ với chúng ta những cái bí quyết nhỉ? Bạn nào có thắc mắc? Đây, xin mời
các anh chị trong ban tổ chức có thể hỗ trợ. Vâng, bên này có một bạn nữ, các bạn bên nam chờ một chút nhé, chờ một chút rồi sẽ đến lượt. Vâng, bạn có thể giới thiệu họ và tên này, bạn đến từ nhóm nào và đến từ tỉnh thành nào ạ? Dạ, con chào bác, con tên là Nhi ạ, và hiện tại con đang sinh hoạt tại lớp ban Tây Bắc ạ. Con muốn hỏi là trong tất cả các nước mà bác đi ạ, thì theo bác nước nào dễ xã giao nhất ạ? Cháu còn câu hỏi nào nữa không hay một câu hỏi đấy thôi? Con còn nhiều nhưng mà hơi bối rối ạ. Riêng câu hỏi đấy của cháu đó là rất khó. Nếu mà cháu hỏi nhiều nữa là bác cũng bí đấy. Bởi vì cháu hỏi là bác đi nhiều nước. Bác đi nhiều nước, bác thấy nước nào dễ xã giao nhất? Thì bác chỉ nói các cháu này này, cái chìa khóa để tiếp xúc với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, ngay ở đất nước chúng ta cũng vậy thôi, phải không ạ? Chúng ta có rất nhiều các dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc đều có tiếng nói, phải không ạ? Riêng của mình, nếu mà các cháu nói là đến đâu mà tiếp xúc dễ nhất ấy, thì bác chỉ nói là đến nước nào cũng có thể tiếp xúc dễ cả. Nhưng nếu như không có ngoại ngữ thì không có được cái tiếp xúc thuận lợi. Còn các cháu có ngoại ngữ thì các cháu tiếp xúc thuận lợi nhất. Cho nên cái ngoại ngữ chính là cái chìa khóa để chúng ta giao tiếp. Cái ngoại ngữ chính là cái chìa khóa để chúng ta mở ra cái cửa thông với thế giới. Và cháu nói là đến quốc gia nào mà tiếp xúc dễ nhất, thì bác chỉ nói với các cháu là quốc gia tiếp xúc dễ nhất chính là bản thân mình có ngoại ngữ để mà chúng ta đến với các bất cứ quốc gia nào khi chúng ta cần tiếp xúc. Vậy chúng ta bây giờ chúng ta có tiếng Anh, đúng không cháu? Chúng ta có tiếng Pháp, phải không ạ? Chúng ta có tiếng Trung Quốc, chúng ta có tiếng Nga, chúng ta có tiếng Tây Ban Nha, chúng ta có tiếng Ả Rập, 6 thứ tiếng là ngôn ngữ quốc tế. Tức là Liên Hợp Quốc, hơn 200 nước, công nhận 6 thứ tiếng đó là 6 thứ tiếng các dân tộc trên thế giới dùng nhiều nhất. Bác nói các cháu ví dụ tiếng Tây Ban Nha là gần như Mỹ Latin là nói Tây Ban Nha. Các cháu xem châu Mỹ, có Nam Mỹ thì vùng Mỹ Latin là gần như nói Tây Ban Nha. Một nửa châu Âu nói tiếng Tây Ban Nha, phải không ạ? Tiếng Trung Quốc cũng như vậy, tiếng Trung Quốc rất nhiều nơi. Còn tiếng Anh là cả thế giới nói. Cho nên cháu muốn gần gũi và làm quen với người ta được ngay, tiếp xúc người ta rất dễ dàng, trước hết các cháu phải có một trong những ngôn ngữ đó. Thì bây giờ tiếng Anh là phổ biến nhất, phải không ạ? Rồi đến tiếng Pháp, phải không ạ? Thế rồi tiếng Trung Quốc. Thì bây giờ bác trả lời câu của cháu là khi mà cháu đã có một trong sáu cái ngôn ngữ quốc tế đó, cháu đến quốc gia nào gần gũi cả. Một trong sáu, cho nên là đặt vấn đề ra với các cháu là phải cố gắng trau dồi ngoại ngữ. Bây giờ trường phổ thông thì không có trường nào là không dạy ngoại ngữ, nhưng các cháu lựa chọn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, phải không ạ? Thì các cháu phải chọn những tiếng nào mà hiện nay phổ thông nhất và khắp thế giới người ta sử dụng đó là tiếng Anh. Thì bác khuyên các cháu là cứ tiếng Anh thật giỏi, đến quốc gia nào cũng gần gũi cả nhé. Cảm ơn cháu. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác ạ. Bây giờ cháu xin phép sẽ cho các bạn bên Nam đặt câu hỏi. Vâng ạ. Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Nguyễn Văn Thành ạ. Cháu đến từ nhóm Mai Anh Đào ạ. Chào cháu. Cháu có một câu hỏi dành cho bác, đó là bí quyết làm sao để giao tiếp giỏi như bác ạ. Câu hỏi của cháu thì bác trả lời như này, cũng như là bác nói lúc trước ấy, là khi bằng tuổi cháu đấy, ở cái tầm tuổi cháu, bác không biết là cụ thể năm nay cháu bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái lúc nhỏ nhỏ như cháu ấy là theo mẹ đi chùa, thế rồi là mình luôn luôn có một cái suy nghĩ là phải làm sao mà cố gắng trước hết là trở thành người tốt, đừng làm những cái điều gì xấu, đừng làm những điều gì ác, và chăm chỉ học hành. Bác nói đây không phải giáo điều đâu các cháu nhé, bác nói đây không phải là nói để lấy lòng các cháu hay động viên các cháu, nhưng mà phải suy nghĩ đầu tiên như thế. Trước hết phải suy nghĩ là mình là người tốt, phải là người tốt đã. Vì có là người tốt thì mới học tốt.
mà có học tốt thì mới trưởng thành. Chứ còn bây giờ mình lêu lỏng, mình chơi bời, mình không chịu học, mình lười học, phải không ạ? Ra đường thì cà khịa, đánh chửi lẫn nhau, thế rồi thì là làm những việc không tốt thì không thể học tốt được. Mà không học tốt thì không thể trưởng thành được. Cho nên các cháu cố gắng nghe lời là trước hết là các thầy giảng dạy ở trong khóa tu này, cha mẹ, bố mẹ ở gia đình. Mình trước hết là tôn trọng ông bà, cha mẹ trong gia đình, anh em, chị em trong gia đình đoàn kết. Mình học giỏi, bác xưa nay là từ bé lớn, có lẽ là cho đến giờ phút này ngồi đây với các cháu thì chưa bao giờ có một cái, kể cả lúc đi học, người ta đánh mình chứ mình đánh ai cả. Nó thật là như vậy. Mặc dù có thể có những anh nó nhỏ hơn mình ấy, lúc học phổ thông ấy, lúc học còn học trong trường ấy, có những anh nó đánh mình, nó bắt nạt mình ấy, nhưng mình chịu thôi. Mình có thể đánh lại được nhưng mình không đánh. Mình có thể chống đối lại được nhưng mình không chống. Mình nghĩ rằng là rồi thì, bởi vì đấy cũng là một cái tư tưởng mà các cháu sẽ được các thầy giảng dạy trong cái khóa tu này. Đó là sự chịu đựng, sự nhẫn nại. Không có cái nhẫn nại, không chịu đựng, không thành công đâu các cháu ạ. Cho nên là học cũng vậy thôi. Có những môn rất khó, có những bài học, bác nhớ ngày xưa có những bài toán, bài tập về nhà nhiều lúc nản lắm, nghĩ mãi chưa ra, định đi ngủ. Nhưng sau nghĩ lại bảo cố gắng thử, tiếp tục 10-15 phút nữa nghĩ ra. Cứ như thế, cứ ngày này qua ngày khác. Thế rồi khi mình học, mình trở thành học sinh giỏi. Mình trở thành học sinh giỏi mình chả biết đó, là vì khi kết quả học tập thôi. Những bài giảng của các thầy mình cứ nhớ rồi về mình học, mình chịu khó làm bài rèn luyện. Nhưng cố gắng không làm những việc ác, không làm những việc xấu, mà cố gắng rèn luyện cho bản thân mình những việc tốt. Thế rồi chăm chỉ học chắc chắn thành công. Cho nên bác khuyên cháu, cháu ở nhóm anh nào vừa hỏi ấy, bí quyết thành công thì trước hết là phải sự kiên trì, không ạ? Cố gắng rèn luyện và học tập của bản thân mình, chỉ làm những việc tốt, không làm những việc xấu. Thế rồi từ cái chỗ đó thì học trung bình sẽ thành học khá sẽ thành học giỏi. Có công mài sắt có ngày nên kim mà các cháu, các thầy vẫn dạy trong nhà trường, đúng không? Cho nên là cái đó là rất đúng. Không có gì tự nhiên đến, không có gì đem lại đến cho những người lười học hay những người chơi bời lêu lổng mà trở thành những nhà toán học hay những nhà bác học, phải không ạ? Hay những nhà ngoại giao như bác. Đều có quá trình, đều phải nỗ lực từ bản thân mình. Cho nên bác khuyên cháu, phải không ạ? Thành viên của nhóm anh đào, cố gắng kiên trì học tập rèn luyện và phấn đấu thì cháu sẽ thành công, chắc chắn là thành công. Cô tên là Mai Quang Minh ở nhóm Tường Vĩ Đỏ. Con có câu hỏi bác là trong lúc du học tại Nga thì bác có gặp khó khăn gì không ạ? Ồ, nói du học thì bác nói các cháu là cái lúc bác đi học ở Liên Xô lúc bây giờ là năm 1974. Năm 1974 sau khi vừa kết thúc cái chiến dịch cuộc chiến tranh trên không của đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc. Tức là sau khi Mỹ ném bom hủy diệt đất nước chúng ta bằng B-52 là 2 năm, năm 72 đến năm 74, cuối năm 73 thì bác sang Liên Xô. Lúc giờ bác nói các cháu này này, lúc giờ các bác chưa được học ngoại ngữ như các cháu bây giờ đâu. Rất là khổ. Chỉ được học ngoại ngữ trước là một thời gian ngắn. Thế sau đó ấy, là đi ra nước ngoài, đi sang Liên Xô. Thì lúc bây giờ là ngoại ngữ không có. Như các cháu bây giờ, các cháu được học ngay từ phổ thông rồi. Hồi đó các bác cũng được học trong phổ thông nhưng mà nó không được đầy đủ các bài giảng, các giờ học. Mà đang học có khi là báo động phải chui hầm. Cho nên là không có thời gian để mà học như các cháu bây giờ. Thì lúc giờ đi sang đấy là ngoại ngữ rất kém. Ngoại ngữ rất kém. Mà ngỡ ngàng lắm các cháu ạ. Mình đang ở đất nước nghèo khó này. Không ạ? Lúc bác đi là con đi tàu hỏa cơ. Đi tàu hỏa 10 ngày đêm từ ở Việt Nam đi sang Liên Xô. Là đi bằng tàu hỏa chứ không có máy bay đâu. Thế mà sang đến nơi thì rất là, nó cũng rất là trớ trêu ấy. Là đói quá. Xuống tàu đói quá thì các cô giáo của Liên Xô, của người Nga ra tiếp nhận các bác ấy, ra đón các bác ấy. Thì lúc giờ mình không biết đói, mình chả biết nói nào, chỉ bụng đói, ý là thế đói. Thì cô giáo lại tưởng là xin lỗi là muốn đi toilet.
Thế là dẫn vào nhà vệ sinh, mình bảo tại sao lại ăn trong này, chỗ này đấy, đây có phải nhà ăn đâu. Thế mà nhìn đi nhìn lại mà thấy cái gì nó cũng sạch cả, nó cũng chả biết chỗ nào là thế nào nữa. Bởi vì là xin lỗi các cháu, lúc bây giờ cái thế giới người ta là dùng cái chậu sĩ bẹt phải không ạ, mà đất nước Việt Nam chúng ta thì còn ra ngoài giàu đồng ngoài ruộng này còn khó khăn vất vả, làm gì có cái khái niệm về những cái khu toilet nó lịch sự như thế. Nên ra là cô giáo dẫn vào mình chả biết cái gì cả, mình lại chạy ra lại chỉ vào bụng mãi, cô giáo bảo vào trong ấy, cứ chỉ vào đấy. Thế vào đây thì mình chả biết mình làm cái gì ra, cuối cùng mới bảo là thế chỉ vào mồm nhòm ăn này, à thế là mày đói, thế là cho ra. Thì những cái đó bác nói cho cháu là nó một vài từ đơn giản, không biết khó khăn, không biết cũng rất khó khăn. Nhưng nếu mình biết, mình chỉ cần biết là cái từ ăn thôi, thì mình nói là tôi muốn ăn thì là ok, việc khác. Thế nhưng mà không nói được cái đó cũng rất là dở, rất là khổ. Cho nên là các cháu sau này ấy, mà muốn đi ra nước ngoài học tập hay muốn giao du hay đi, thậm chí bây giờ các cháu có điều kiện đi du lịch thế thôi, mà các cháu có được ngoại ngữ, bất cứ ngoại ngữ nào, một trong sáu cái thứ tiếng của quốc tế đó ấy, thì các cháu đều có thể giao tiếp được cả, thì rất thuận lợi. Trên cháu hỏi là cái ngỡ ngàng của các bác lúc đầu là tiếp xúc với người dân người ta rất khó khăn, là vì mình không có những kiến thức cơ bản, mình không có ngoại ngữ, những cái danh từ và những cái ngôn từ mà mình có thể biết được để mà giao tiếp ngay lúc đầu khó khăn. Cái thứ hai mình ngỡ ngàng là đất nước người ta đẹp quá các cháu ạ. Đất nước chúng ta lúc giờ khổ lắm, nhà cửa nghĩa là còn sập sệ lắm, không có nhà cao tầng đâu, rất là ít. Thế cho nên là ngỡ ngàng là nhìn thấy cái gì họ cũng đẹp cả, mà tại sao mình nghèo thế. Đấy là cái ngỡ ngàng, cái gì họ cũng đẹp hết. Xin mời các cháu. Dạ, con chào bác Sơn ạ. Con tên là Đinh Thị Hải Yến, con đến từ Phú Thọ và hiện tại con đang sinh hoạt tại lớp Mai Chiếu Thủy ạ. Đâu nhỉ? Con có câu hỏi dành cho bác. Là để trở thành một nhà giỏi thì bác phải trải qua những khó khăn gì và bác phải xử lý những cái khó khăn đấy như thế nào ạ? Dạ, con cảm ơn ạ. Cảm ơn cháu. Câu hỏi của cháu thì nó cũng giúp cho bác nhớ lại những cái thời kỳ mà sau khi học xong đại học, học xong ở Liên Xô, lúc việc trở về nước thì đất nước cũng rất là khó khăn. Cái sự lựa chọn của mình để mà có một cái nơi làm việc không phải dễ. Đấy. Cho nên là lúc bây giờ thì đất nước ta còn khó khăn lắm, nói chung là còn rất nghèo. Thế mà đi học về, có nhiều người học nước ngoài về là không có việc làm đâu, chưa có chỗ nào làm phù hợp đâu. Thế nhưng mà Đảng và Nhà nước chúng ta vẫn cử các sinh viên, học sinh ưu tú của chúng ta đi ra nước ngoài học để đào tạo. Thậm chí lúc đó chúng ta còn đào tạo cả những chuyên gia về năng lượng nguyên tử cơ mà. Chúng ta lúc đó còn đào tạo cả những chuyên gia về năng lượng hạt nhân, mà đến bây giờ chúng ta mới bắt đầu phát triển. Nhưng mà những người đó sau khi về nước sẽ trở thành các thầy giáo, những giảng viên để giảng dạy cho các lớp, các thế hệ sau này. Thì bác nói với cháu là để mà trở thành một cái người chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào, bác nói chuyên gia là nói chung, để mà có thể có những cái chuyên môn tốt để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thì bác trở lại bác nói với các cháu vẫn là sự nhẫn nại kiên trì, vẫn là sự nhẫn nại kiên trì. Cho nên là không có sự khổ công rèn luyện và không có cái định hướng tốt. Đấy, ở đây bác lại nói thêm một cái phần nữa đối với các cháu là cái định hướng. Định hướng là mình lựa chọn cho mình cái tương lai sẽ là cái gì và mình phấn đấu theo cái hướng đó. Thì những cái bác nói với các cháu là cái khóa tu như thế này là giúp các cháu định hướng rất tốt. Giúp các cháu định hướng rất tốt cho cái công việc trong tương lai của mình. Cho nên là khi mà bác trở thành nhà ngoại giao ấy, thì lúc đầu bác đâu có nghĩ là bác trở thành nhà ngoại giao đó. Vì bác học một ngành khác, không phải học ngoại giao. Thế nhưng mà sau đó thì do cái yêu cầu công việc xã hội, phải không ạ? Mình lại trở thành người làm công tác ngoại giao. Và cái đó cũng là bỡ ngỡ. Thì lúc giờ bác phải vận dụng cái kiến thức, trước hết là cái gì? Là cái kiến thức về ngoại ngữ. Đấy, bác nói các cháu là lúc giờ phải dùng kiến thức ngoại ngữ. Bác đi làm phiên dịch cho các chuyên gia Liên Xô lúc bây giờ sang đất nước Việt Nam chúng ta, rất nhiều lĩnh vực khác nhau, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, bác đều đi
đi đi giúp cho cả. Và bác trưởng thành từ người phiên dịch tiếng Nga. Phiên dịch tiếng Nga lúc bây giờ. Và dần dần đi lên. Thế rồi trở thành tiến sĩ học ngôn ngữ. Tiếp tục sang Liên Xô học ngôn ngữ. Và trở thành tiến sĩ ngôn ngữ học ở tại Liên bang Nga. Là cũng nhờ có cái mong muốn là mình làm sao phát huy được cái trí tuệ, kiến thức mình học. Và bác tranh thủ cái năng lực của mình và cái sở trường của mình. Đó là cái tiếng Nga. Khi bác sang Liên Xô, lúc là gọi Liên Xô trước đây, các cháu hiểu tiếng Nga bây giờ đấy. Thì cái tiếng Nga là rất quan trọng. Lúc bây giờ chúng ta là tiếng Nga là số 1. Cho nên là bác trưởng thành từ cái người phiên dịch tiếng Nga. Và sau đó thì bác tiếp tục đi học và trở thành nhà ngoại giao. Cho nên bác nói với cháu là để mà trở thành một chuyên gia tốt thì mình phải cố gắng và tự chọn cho mình cái năng lực của mình, cái điểm mạnh của mình ở lĩnh vực nào thì mình định hướng cho cái lĩnh vực đó. Và chắc chắn các cháu thấy được cái điểm mạnh các cháu ở chỗ nào thì các cháu định hướng vào cái điểm mạnh đó, các cháu sẽ trở thành chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đó. Cảm ơn cháu. Chào bác ạ. Cháu là Việt Anh, cháu ở Ninh Bình và cháu đang sinh hoạt tại Lan Rừng ạ. Cháu muốn có một câu hỏi là cháu muốn hỏi bác là khi bác gặp những nhà ngoại giao mà khó thì bác thường xử lý như thế nào ạ? Khi bác gặp những nhà ngoại giao khó ấy ạ, khó tính ạ, họ khó tính thì bác thường xử lý như thế nào ạ? Câu hỏi của cháu là cũng rất đặc biệt. Vâng. Bởi vì là gặp những trường hợp khó xử thì mình phải thế nào, hay trường hợp mà những cái trường hợp mà nó không có trong kịch bản định sẵn mình xử lý thế nào. Nhưng mà cái trường hợp của cháu ấy, hỏi bác một câu là khi gặp những nhà ngoại giao khó tính xử lý thế nào, thì đúng là tất cả những cái này đều gặp trong cái đàm phán hàng ngày. Các cháu phải nhớ là ngành ngoại giao ấy, của các bác ấy, là có thể nói là như là những chiến binh thời bình. Và trong chiến tranh, các cháu nhớ là khi chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và chống thực dân Mỹ, các cháu học lịch sử, các cháu biết là khi bộ đội ta, quân đội ta đang chiến đấu ở chiến trường thì những nhà ngoại giao vẫn tiếp tục đàm phán ở chiến trường khác. Đó là chiến trường ngoại giao, để làm sao chúng ta vừa đàm phán, chúng ta vừa đánh. Chúng ta đánh trận, chúng ta chiến thắng để chúng ta gây áp lực cho đàm phán để tiến tới hòa bình. Thế cho nên là đánh và đàm, các cháu học lịch sử, các cháu sẽ được học hai cái danh từ đó, đánh và đàm. Trong cuộc kháng chiến, ông cha chúng ta từ xưa, xa xưa, từ các triều đại phong kiến cũng đã có những cái truyền thống đó. Đánh giặc ngoại xâm nhưng vẫn đàm phán, đánh giặc ngoại xâm nhưng vẫn thương lượng, để mà chúng ta sớm có hòa bình, sớm chấm dứt những cái thiệt hại không đáng có. Thì ở đây cháu nói là khi gặp những nhà ngoại giao khó tính thì xử lý như thế nào. Thì khi gặp những nhà ngoại giao khó tính thì mình lại mềm thôi, không ạ? Người ta cau mặt thì mình cười, không ạ? Người ta không bắt tay mình thì mình cứ bắt tay tiếp, không có vấn đề gì cả. Cho nên là cái ứng xử là như bác Hồ của chúng ta đã nói ấy, ngành ngoại giao là dĩ bất biến ứng vạn biến, tức là nó phải phụ thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh để mà xử lý cái tình huống đó. Ví dụ như bác gặp cháu, bây giờ cháu rất là nóng tính, mà bác nóng tính nữa là rất khoát hay nghe có xung đột, đúng không? Hay bác gặp cháu, cháu không thiện chí, nhưng bác có thiện chí thì không giải quyết được vấn đề gì cả, mà phải lựa thời cơ để cho cái nóng tính nó giảm đi, để cho cái xung đột nó bớt đi. Lúc nào chúng ta bắt đầu trao đổi, chúng ta nói chuyện. Thì cái bí quyết ở đây là cái bí quyết là làm sao chúng ta biết được đối tác của chúng ta là như thế nào. Nếu họ khó tính thì chúng ta lại phải rất là mềm mại, không ạ? Nếu khó tính thì chúng ta lại phải tìm cái gì họ cần thiết để chúng ta trao đổi, chúng ta bàn bạc với họ. Thì đấy chính là cái mà bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy cho ngành ngoại giao, là phải dĩ bất biến ứng vạn biến, tức là tùy điều kiện hoàn cảnh mà xử lý làm sao cho nó đạt hiệu quả nhé. Thì bác chỉ nói cháu như vậy. Mời các cháu khác. Con chào bác ạ. Con tên là Nguyễn Phương Linh, con sống từ Bắc Ninh, con đến từ lớp Mimosa. Con có câu hỏi hỏi bác là bí quyết nào giúp bác thành công được như ngày hôm nay ạ? Rất cảm ơn con.
Tên là Linh là hay lắm, tên là Linh là rất là thông minh và rất là tốt. Con gái bác tên là Linh. Bác chỉ nói rất ngắn gọn với con này. Bí quyết thành công là sự kiên trì, nhẫn nại và khao khát đạt được mục đích. Đạt được mục đích ở đây, kiên trì nhẫn nại đây là các cháu bây giờ là phải cố gắng học tập. Cố gắng học tập, luôn luôn xác định cho mình một con đường đi đúng. Đó là gì? Ví dụ như là con muốn trở thành bác sĩ, đúng không ạ? Thì con phải học tốt những cái môn học gì để sau này thi vào đại học y, đúng không? Để mà trở thành bác sĩ thì đấy là mục tiêu phấn đấu. Thành công, bí quyết thành công hôm nay của bác là kiên trì phấn đấu và luôn luôn xác định cho mình cái đường đi đúng, định hướng đúng và làm những việc tốt, những việc thiện thì sẽ thành công. Kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ học tập là các cháu sẽ thành công. Bác chỉ khuyên một câu như vậy, chắc chắn sẽ thành công. Còn không có cái gì tự nhiên đến với mình cứ ngồi đấy mà thành công tự nhiên đến là không có. Cho nên con đường dẫn đến thành công là kiên trì, nhẫn nại, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức và cố gắng làm những điều tốt nhất cho xã hội cũng như cho mình. Câu hỏi đó là bác trả lời con như vậy. Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Dũng, cháu đến từ nhóm Ban Tây Bắc. Cháu có một câu hỏi muốn hỏi bác là bác đã đi rất nhiều nước lớn trên thế giới. Thì có những trường hợp mà ở lúc đấy Việt Nam mình đang có vị thế rất là kém, người ta muốn đè nén mình, coi thường mình, thì bác sẽ xử lý như thế nào để bình thường hóa lại vấn đề và bằng phẳng với người ta? Cháu xin hết ạ. Câu hỏi này rất hay. Từ nãy giờ bác thấy có một câu hỏi là rất sâu sắc đối với ngành ngoại giao. Các cháu ạ, tức là khi đất nước mình còn nghèo, chưa được như bây giờ. Các cháu nhớ là nhà cửa thì lụp sụp, đường xá thì nhỏ hẹp, toàn xe đạp thôi. Trên đường đi toàn xe đạp, thậm chí không có xe máy. Ăn thì còn thiếu, mặc thì còn rách. Mà đi ra ngoài, đi ra nước ngoài, mất tự tin lắm. Lúc các bác mà bắt đầu đi sang Liên Xô học ấy, thì nhà nước cố gắng trang bị cho các bác mỗi người một bộ áo vét. Mà vải cũng rất là bình thường. Thế nhưng mà rồi có người được trang bị giày đen, có người đi dép nhựa, khổ lắm. Nó không phải như bây giờ đâu cháu ạ. Mà được một áo sơ mi thôi nhá, một áo sơ mi thôi. Thế còn thì đấy là mặc để mà sĩ diện đi ra ngoài một tí. À, để mà cái ban đầu mà người ta tiếp xúc với mình, người ta thấy không, mình không đến nỗi nó gọi là dùng cái từ của xã hội đúng không, nỗi nhếch nhác quá. Thế nhưng mà so với chúng ta thì như vậy, nhưng mà so với cái xã hội của các nước mà các bác đến thì chúng ta vẫn nhếch nhác. Thế lúc này câu hỏi rất hay của cháu này, lúc giờ mình phải làm thế nào? Lúc giờ phải làm thế nào để thể hiện rằng mình là cái người mà một con người của một cái đất nước, một cái dân tộc có cái truyền thống cũng rất là quật cường, phải không cháu? Thì lúc giờ là gì? Mình phải cố gắng làm sao thể hiện cho người ta thấy rằng là đói cho sạch, rách cho thơm. Mình đi sang đến đất nước người ta thì mình không những là mình không thể hiện một cái sự yếu kém của mình vẫn có cái phong cách của mình, phải không ạ? Mình vẫn ngẩng cao đầu, mình nhìn họ, mình nhìn đất nước của họ, mà mình có những cái, ví dụ như cô giáo hỏi, phải không ạ? Các em sang đây, các em có những suy nghĩ gì đó, tôi bảo đất nước của các thầy các cô rất tươi đẹp, nhưng đây cũng chính là tương lai của đất nước Việt Nam, vì chúng tôi chiến tranh quá nhiều, đất nước chúng tôi bị tàn phá quá nhiều, chúng tôi chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc cho đất nước chúng tôi, cũng chính là bảo vệ hòa bình cho thế giới. Cho nên là chúng tôi gian khổ thì các bạn phải giúp đỡ chúng tôi. Và khi các bác trả lời những câu hỏi đó thì tự nhiên họ thấy rằng là Người Việt Nam chúng ta quả thực là rất biết người, biết ta. Chúng ta đánh giá bạn đúng, các anh giàu hơn tôi hiện nay. Không phải là các anh giàu hơn tôi, các anh hơn tôi. Các anh giàu hơn tôi vì các anh có điều kiện để làm giàu trước. Chúng tôi phải chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Chúng tôi gian khổ, nhưng chúng tôi đủ trí tuệ. Chúng tôi thừa trí tuệ để chúng tôi xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp, có khi còn hơn các bạn. Thế cho nên là cái ứng xử là chúng ta không để cho họ coi thường là như vậy.
Mời các cháu. Thấy nhiều cánh tay đây. Nhiều... Con chào bác ạ. Con tên là Trần Phương Nga, con đến từ nhóm Tùng Bách Xanh ạ. Hiện tại con đang sinh sống tại Nga. Con xin hỏi là bác đã từng học qua bao nhiêu ngôn ngữ và theo bác, ngôn ngữ nào là khó nhất ạ? Ngành ngoại giao ấy, thì cũng xin thưa với các cháu là ngành ngoại giao chúng ta thì cũng có một cái điều kiện không đến nỗi khắt khe lắm, nhưng mà là bắt buộc là muốn vào ngành ngoại giao thì ít nhất là phải có hai ngoại ngữ và giỏi một ngoại ngữ. Ít nhất là có hai ngoại ngữ, tức là phải biết được hai thứ tiếng, nhưng mà phải giỏi được một thứ tiếng, tức là một thứ tiếng là phải lưu loát. Đấy, nói phải như tiếng Việt. Thế thì bác cũng là được đào tạo và cũng rất là mong muốn học hỏi. Thì bác có tiếng Nga là chính, và bác có tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp. Bác có thể sử dụng ba ngôn ngữ. Thế mà tiếng Nga thì bác có thể nói như tiếng mẹ đẻ. Đấy, tiếng Anh, tiếng Pháp như vậy. Thế còn thì tuổi bây giờ thì cũng dẫn muốn học thêm như các cháu. Thế nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng vì nó nhiều chi phối khác trong cuộc sống của bạn. Cho nên là thôi, đối với bác Nga, Anh, Pháp là được rồi. Các cháu cố gắng phấn đấu hơn nữa nhé. Cháu là Tuấn Khoa, cháu đến từ nhóm Hoa Sa La. Cháu hôm nay cháu muốn hỏi bác là cách nói chuyện thế nào để có thể khiến người khác bị thuyết phục ạ? Câu hỏi của cháu rất là hay. Muốn để cho người khác bị thuyết phục thì trước hết mình phải chân thành. Trước hết mình phải chân thành, cởi mở thì mình sẽ thuyết phục được người khác. Chân thành đây là thực sự bằng tấm lòng của mình. Và bằng tấm lòng của mình, từ trái tim mình, tình cảm thật sự của mình thì người ta sẽ hiểu. Các cháu vào YouTube, các cháu vào YouTube, các cháu đánh tên bác, các cháu sẽ thấy là bác đã thuyết phục rất nhiều những phần tử phản động ác ôn, có thể nói là có nợ máu với đất nước chúng ta trong thời kỳ chiến tranh, trở về với Tổ quốc. Thì những nhân vật đó ở trong YouTube cũng đã đưa, thì các cháu thấy là bác cũng thuyết phục họ bằng cái tấm lòng chân thành. Đến với họ rất chân thành, rất cởi mở, và mình không có sự giả dối thì mình sẽ thuyết phục được mọi người. Cái thứ hai nữa là muốn thuyết phục được mọi người thì mình phải thể hiện cái chân thành, cái nhưng mà phải là cái yêu thương thực sự, nhưng đồng thời phải tôn trọng cái người đối tác với mình. Mình phải tôn trọng, chân thành, cởi mở và tôn trọng, đó là bí quyết để thu phục mọi người. Xin trả lời cháu như vậy. Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Phạm Minh Ngọc, hiện cháu ở Bắc Giang. Hiện tại cháu đang sinh hoạt tại nhóm Tulip Xanh ạ. Cháu có nghe bác nói là bác đã học một ngành đại học khác, nhưng những điều gì đã dẫn đến bác trở thành một nhà ngoại giao thành công như bây giờ ạ? Cảm ơn cháu, đấy cũng là câu hỏi rất là hay. Trước đây bác sang Liên Xô học ấy, thì bác học về công nghệ hàn tự động. Tức là công nghệ hàn tự động là cái công nghệ lúc là chúng ta cũng chưa có, nhưng mà nhà nước đưa đi đào tạo để mà có những cái chuyên gia trong thời gian tương lai để mà sử dụng công nghệ hàn tự động đó. Thế nhưng mà đến khi bác học xong, bác trở về đất nước ấy, thì lúc bây giờ là cái ngành đó ở đất nước ta là chưa có. Mới đang bắt đầu chuẩn bị để mà chúng ta tiếp thu những cái kiến thức trong lĩnh vực hàn tự động. Thì lúc bây giờ là đòi hỏi rất nhiều những cái cán bộ phiên dịch giỏi tiếng Nga để mà giúp cho các đoàn chuyên gia của Liên Xô sang giúp ta trong các lĩnh vực. Các cháu đi qua cầu Thăng Long ấy, các cháu đi qua cầu Thăng Long, các cháu thấy cầu rất là lớn. Cái cầu đó là xây dựng từ những năm 70. Có lẽ các cháu còn lâu mới ra đời, phải không ạ? Thế thì những năm 70, thập kỷ 70, thế kỷ trước ấy, là xây dựng cầu Thăng Long. Lúc bây giờ là hàng nghìn chuyên gia Liên Xô sang giúp chúng ta xây dựng. Và bác là một trong số những người đã đi dịch cho chuyên gia cầu Thăng Long. Thế và sau khi có cái khả năng ngoại ngữ rất là tốt về tiếng Nga ấy, thì bác trở thành phiên dịch tiếng Nga. Tự nhiên bác không làm cái nghề bác học nữa,
mà bác chuyển sang là phiên dịch cho các chuyên gia, đúng không ạ? Thế rồi từ cái chỗ bác đi phiên dịch cho các chuyên gia của Liên Xô trước đây thì người ta mới thấy rằng là à, cái anh chàng này là anh ấy giỏi ngoại ngữ thì cần phải đào tạo anh đi theo một cái hướng. Thế rồi bác ấy từ cái anh phiên dịch tiếng Nga bác trở thành nhà ngoại giao. Thế mà từ nhà ngoại giao thì bắt đầu bác ấy khi đã ở vị trí nhà ngoại giao rồi thì phải bồi dưỡng thêm kiến thức khác nữa. Đó, thì lúc bây giờ mình bắt đầu lại xác định cho mình một cái định hướng thứ hai là mình phải trở thành nhà ngoại giao tốt. Thế lúc bây giờ bác tiếp tục phấn đấu bằng con đường đó thì bác trả lời cháu là chuyển từ ở cái ngành kỹ thuật, một cái ngành kỹ thuật, khoa học kỹ thuật nó đang rất là có tương lai phát triển ở Việt Nam sau này thì bác chuyển qua ngoại giao thông qua cái con đường đã từng làm phiên dịch và là người phiên dịch. Bác cũng dịch một số sách, bác dịch một số sách, một số tiểu thuyết. Thế và đã đi dịch phim, thế rồi trở thành nhà ngoại giao là từ ngoại ngữ, từ khả năng ngoại ngữ trở thành nhà ngoại giao. Bác trả lời con như vậy. Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Trần Tiến Minh, hiện tại cháu đang sinh hoạt tại nhóm Mai Chiếu Thủy ạ. Và cháu có một câu hỏi muốn hỏi bác là làm thế nào để chúng ta có thể giao tiếp với nước bạn khi mà tín ngưỡng và tôn giáo của ta khác biệt với nước bạn hoàn toàn ạ? Cháu xin cảm ơn ạ. Câu hỏi này cũng là câu hỏi rất hay và cũng là câu hỏi khó đấy. Cái thứ nhất là tôn giáo. Bác nói với con là tôn giáo là một lĩnh vực rất nhạy cảm. Bởi vì rất nhiều nước trên thế giới xảy ra xung đột bắt đầu từ tôn giáo. Cho nên là nếu như mà chúng ta không tôn trọng tôn giáo, chúng ta không biết rằng cái quốc gia, ví dụ như là quốc gia này đạo Hồi là đạo chính thống, quốc gia này là đạo Phật là đạo chính thống, quốc gia kia đạo Tin Lành là đạo chính thống, tức là cái tôn giáo chính của đất nước người ta, không ạ? Mình phải xác định mình biết. Cho nên là người ta nói là xuất gia thì tùy túc, nhập gia tùy tục. Anh đi ra ngoài thì anh phải tùy cái điều kiện bên ngoài, nhưng mà anh đến chơi với người ta thì anh phải tôn trọng cái phong tục tập quán của cái người chủ nhà mời anh đến. Thế thì khi mình tiếp xúc với lại một quốc gia thì mình phải xác định là quốc gia đó họ có theo tôn giáo tín ngưỡng nào không, đúng không ạ? Bác nói cháu cái ví dụ này, có những tôn giáo đạo Hồi người ta kiêng nam giới bắt tay phụ nữ, đúng không ạ? Khi mình giao tiếp với người ta mà mình đến mình gặp cái bà thứ trưởng Bộ Ngoại giao hay là chuyên viên Bộ Ngoại giao bạn mà mình chia tay mình bắt tay người ta, thế là mình thất lễ, thế là mình không hiểu cái gì về người ta cả. Cho nên là để tiếp xúc với một quốc gia mà có tôn giáo đặc biệt ấy, thì đấy là một cái mà đòi hỏi các bác trong ngành ngoại giao nói chung ấy, và tất cả các ngành ngoại giao nói riêng và tất cả các ngành, các lĩnh vực khi tiếp xúc với các quốc gia đều phải có cái nghiên cứu, đúng không ạ? Đều phải có cái tìm hiểu. Nếu mà họ là quốc gia có tôn giáo đặc thù, mình phải tôn trọng, mình phải tôn trọng cái tôn giáo của họ. Và nếu là quốc gia có tôn giáo thì mình buộc mình phải, ví dụ như là lấy ví dụ không bắt tay phụ nữ, không uống rượu, không ạ? Ví dụ như đạo Hồi là tao uống rượu, thế mình đến mình cứ bỏ rượu mình uống, mình mời người ta là chết rồi, mình không tôn trọng người ta rồi. Thế cho nên là các cháu phải nhớ là khi tiếp xúc ngoại giao là phải nghiên cứu phong tục tập quán truyền thống cũng như cái đặc thù của cái dân tộc đó. Ví dụ như cháu nói khi mà họ có tôn giáo để xác định là tôn giáo gì và tôn giáo đó họ kiêng kỵ những cái điều gì, họ cấm những cái điều gì, chúng ta phải tôn trọng cái đó. Và khi chúng ta tôn trọng cái truyền thống, cái phong tục tập quán của họ, cái tôn giáo của họ thì chúng ta sẽ được họ tiếp nhận. Vậy thôi. Con chào bác ạ. Con tên là Khúc Thị Hằng, sinh năm 2006 và đến từ Thái Nguyên ạ. Con đến từ nhóm Cúc Hướng Dương ạ. Con muốn hỏi bác là trước đây nếu bác không chọn ngành ngoại giao thì bác sẽ chọn ngành nào? Và trước khi bác chọn đến ngành ngoại giao thì bác có nghĩ đến việc là sau này sẽ thành công hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của cháu. Cái lựa chọn ngành nghề bác nói với các con ấy, là nó là một cái điều rất quan trọng. Cái lựa chọn ngành nghề và cái định hướng cho mình phải trên cơ sở cái năng lực của mình.
Thế thì sau khi bác đã xác định bác là nhà ngoại giao thông qua cái con đường mà ngoại ngữ, đó là tiếng Nga, lúc giờ bác rất giỏi. Đến bây giờ bác có thể nói với các con là bác có thể nói tiếng Nga với người Nga không cần từ điển, không cần giấy tờ gì, có thể nói cả ngày, không hết chuyện. Để các con thấy là cái khả năng tiếng Nga của bác là như thế nào, thì các con cố gắng phấn đấu trong lĩnh vực mình đang học cái ngoại ngữ, mình cố gắng phấn đấu. Thế thì mình khi xác định được là mình đã trở thành nhà ngoại giao thì mình phải xác định là gì? Ngoại giao có cái đặc thù gì và ngoại giao có cái định hướng phát triển gì? Ví dụ làm nhà ngoại giao giỏi thì phải trở thành đại sứ. Không ạ? Mà muốn trở thành đại sứ thì phải trở thành cán bộ lãnh đạo đã. Không ạ? Thế thì mình đi làm đại sứ đại diện cho đất nước mà, đại diện đất nước mình ở các nước mà. Thế lúc bây giờ bác đã trở thành nhà ngoại giao rồi thì mục tiêu phấn đấu của bác là phải trở thành một đại sứ. Mà muốn trở thành đại sứ thì phải tiếp tục học tập. Và lúc giờ bác học tiếp. Bác học tiếp. Và bác đã có bằng thạc sĩ rồi thì bác học tiếp lên tiến sĩ. Ví dụ như vậy. Thế rồi từ cái cơ sở đó học tiếp ngoại ngữ. Học tiếp ngoại ngữ. Mình có ngoại ngữ thứ hai rồi. Không ạ? Mình có kiến thức nâng cao rồi. Thế là mình phấn đấu tiếp tục thôi. Thì cái xác định con đường đi rất dễ. Cho nên bác nói với các con là khi lựa chọn đúng con đường đi phát triển thì nỗ lực nó sẽ dẫn mình đến thành công. Sự nỗ lực dẫn đến thành công. Thì bác xin trả lời con như vậy. Chào bác ạ. Cháu tên là Việt Anh, cháu đang sinh hoạt ở lớp Hoa Sara và cháu đến từ Hưng Yên ạ. Cháu muốn hỏi bác một câu hỏi là khi gặp khó khăn thì bác thường làm gì để lấy lại động lực để xây dựng đất nước ạ? Không biết là anh chàng này có phải là hò reo nhiều hay là hát hò nhiều mà giọng hơi khàn, nghe hơi khó. Thế nhưng mà bác vẫn hiểu câu con hỏi. Khi mà mình đã có vị trí trong xã hội, mình đã có ngành nghề, mình đã có chỗ đứng trong xã hội, có thể chỉ là một nhân viên kỹ thuật bình thường, có thể là một giáo viên, có thể là bác sĩ, thì cái sự cống hiến cho xã hội, cho đất nước nó phụ thuộc rất nhiều vào cái đạo đức của các con. Khi mình đã có nghề nghiệp, mình đã có chỗ đứng, tức là các con đã tìm được một cái ngành nghề rồi, thì cái cống hiến nhiều hay ít nó phụ thuộc vào cái đạo đức, phụ thuộc vào cái tâm của các con. Mình muốn đóng góp hay không đóng góp, mình muốn làm nhiều hay làm ít. Nếu mà mình muốn làm nhiều, đóng góp nhiều xã hội thì mình sẽ có những cái sáng kiến, mình có những cái tiềm tòi để mà mình đóng góp cho đất nước. Và mỗi người có một cái hướng đi, mỗi người có một cái ngành nghề thì tự mình sẽ tìm ra cái ngành nghề, cái sự đóng góp tốt nhất trên cơ sở cái tâm của mình mong muốn, trên cơ sở cái ước muốn và trên cơ sở cái nhìn nhận của mình đối với cái nghề đó, cái vị trí chỗ đứng đó. Thì con hỏi cái câu đó thì bác trả lời con là tìm muốn đóng góp và cống hiến thế nào cho đất nước, cho cái công việc đó tốt nhất. Thì bác lại nói với các con là chính là đạo đức và cái tâm của mình. Mình muốn cho cái công việc đó nó phát triển như thế nào. Xin cảm ơn. Dạ, con chào bác ạ. Con tên là Tuệ Binh, con đến từ Thanh Hóa và con đang sinh hoạt tại nhóm Bằng Lăng Tím ạ. Con muốn hỏi bác là con đường nào mà cho bác biết đến Phật giáo ạ? Câu này thì bác nhớ là bác cũng đã có nói với con trong quá trình chia sẻ cái suy nghĩ lúc đầu. Thế mà bác cũng đã trả lời rất rõ ở trong cái chương trình Người Đương Thời của truyền hình An Viên. Bác đến với Phật giáo có thể nói là nó như là một cái định mệnh, phải không ạ? Bác đến Phật giáo, với Phật giáo nó rất là từ từ, nó ngấm dần từ lúc còn nhỏ. Đấy, bác nói với các con là theo mẹ lên chùa. Thế rồi mình thấy cái khung cảnh chùa và mình thấy cái người mẹ sinh ra mình thành tâm kính Phật. Mình thấy người mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng mình lên chùa, ông ạ, cung kính, ông ạ, tỏ cái lòng ngưỡng mộ và thành tâm đối với Phật. Thì tự nhiên mình thấy mình có cảm tình và mình thấy mình phải theo mẹ thôi. Thì bác nói với các con là bác đến với Phật giáo là truyền thống gia đình và thừa hưởng cái tâm đức của người sinh ra bác, đó là mẹ bác.
Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Tuấn, đến đang sinh hoạt ở nhóm Lan Hồ Điệp. Cháu có một câu hỏi là bác có những lời khuyên nào dành cho những bạn đang có ý định trở thành nhà ngoại giao giống như bác ạ? Quá hay. Câu hỏi rất hay. Cũng như bác nói với các cháu lúc đầu ấy, rất nhiều người ngồi đây, cả nam cả nữ, sẽ trở thành những nhà ngoại giao tài giỏi. Và sau này cháu nào mà trở thành nhà ngoại giao thì nhớ bác nói hôm nay. Thứ nhất là bản lĩnh. Thứ hai là sự hiểu biết. Cái bản lĩnh với hiểu biết mới tạo cho ta một cái vị thế. Cái thứ ba là ngoại ngữ. Và cái thứ tư là tinh thần tự tôn dân tộc. Bởi vì làm ngoại giao hay là bất cứ một cái nghề nào mà tiếp xúc với bên ngoài mà chúng ta không có tự tôn dân tộc là chúng ta không thành công đâu. Cho nên mấy yếu tố bác khuyên các cháu là muốn trở thành nhà ngoại giao tài giỏi: bản lĩnh, trí tuệ, tự tôn dân tộc và ngoại ngữ. Các cháu cố gắng rèn luyện mấy phẩm chất đó, các cháu sẽ trở thành nhà ngoại giao giỏi. Bác chắc chắn như vậy. Vâng ạ, cháu thưa bác Sơn ạ, ngày hôm nay trong khóa tu mùa hè năm nay thì có một điều rất là đặc biệt, đấy là có một bạn khóa sinh thì cũng từ bên Nga, sinh ra và lớn lên ở bên Nga, là người Việt, và đến khóa tu năm nay thì bạn ấy cũng trở lại và tham dự vào khóa tu mùa hè tại Chùa Vàng năm nay ạ. Vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn ấy cũng mong muốn rằng là có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Nga cho bác. Vâng ạ. Здравствуйте, это мой второй вопрос. Как вы узнали о Пакбанг и как вы сначала чувствовали? Cháu, bác hiểu cháu câu hỏi của cháu, cháu hơi hồi hộp. Nếu như bác không nhầm ấy, thì cháu hỏi là bác đến với chùa Ba Vàng như thế nào, đúng không? Thế mà đây tiếng Nga thì để mà bác nói qua với các cháu một tí tiếng Nga về bạn ấy thì cái khẩu ngữ rất là tốt, cái phát âm rất là chuẩn. Nhưng mà hồi hộp hỏi bác, lại hỏi bác bằng tiếng Nga nữa thì có lẽ là cũng hơi hồi hộp. Cho nên là bác cho cháu hỏi lại lần nữa để cho các bạn cùng nghe. Как вы узнали о Пагоде Ба Ванг и как вы себя сначала чувствовали? Bạn có hỏi bác là bác đã biết về chùa Ba Vàng như nào và bây giờ bác cảm nhận như thế nào, đúng không? Thế thì bây giờ các cháu thích bác trả lời tiếng Nga hay tiếng Việt? Здравствуйте. Я очень внимательно слушал ваш вопрос. Я знаю, что вы родились в России и меня спросила на русском языке. Поэтому я вынужден отвечать на русском языке. И я хочу выразить мои мысли для того, чтобы все наши люди здесь, ребята сидели, знали, как вы меня спрашивали. Это правильно? Я приходил в Пагоду Ба Ванг очень случайно, потому что я видел и смотрел очень много мероприятий, которые организовывал главным монахом этой пагоды на интернете. И из-за этого, из-за любви к пагоде, из-за любви к мероприятиям, которые я организовывал вот этой пагодой, я приходил сюда, в пагоду Ба Ванг. И с тех пор я полюбил Ба Ванг, уважал. И я думаю, что это очень интересный, очень важный и очень полезный для наших студентов, учащихся в возрасте, как и вы. Bác có nói thế này, bác có nói là tôi đến với chùa Ba Vàng cũng rất là ngẫu nhiên, là tôi xem rất nhiều các hoạt động của chùa Ba Vàng do thầy Thích Trúc Thái Minh tổ chức, và tôi rất ngưỡng mộ và tôi xúc động bởi những cái hoạt động của chùa Ba Vàng, và tôi tìm đến chùa Ba Vàng với cái niềm tin và tình yêu của tôi. Thì tôi hỏi lại bạn đúng không, thì bạn xác định đúng như vậy. Đúng không? Vâng ạ, cháu cảm ơn bác Sơn đã... Спасибо, спасибо, спасибо. Это было очень приятно слушать. Спасибо.
Vâng ạ. Желаю вам хорошего здоровья и хорошей работы. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Vâng ạ. Nga có thể dịch lại cái câu mà em vừa nói không? Em chúc bác có một công việc ổn định và sức khỏe tốt ạ. Vâng ạ. Cháu thưa bác là hôm nay ngoài tiếng Nga ra thì chúng cháu vừa tìm được một bạn khóa sinh muốn đặt câu hỏi bằng một thứ tiếng khác nữa. Xin mời bạn có thể đi vào phía bên trong này. Cảm ơn bạn Nga có thể về lớp của mình. Các bạn có biết là đặt bằng tiếng gì không ạ? Tiếng gì ạ? Bạn có thể giới thiệu bản thân mình trước, sau đó là gọi là giới thiệu về thứ tiếng mà bạn định đặt câu hỏi. Dạ, ra con vừa mới nói xong, con mới chợt nhớ ra cái câu hỏi con định hỏi. Con định hỏi tiếng Pháp ạ. Oh, très bien, très bien. Yeah. Yeah. Bonjour, je voulais vous demander si, attends, comment avez-vous apprendre tous les langages? Comment avez-vous connaissé français, du français? Merci beaucoup, Azadeh. Je peux parler en français. Parce que je peux love la France et la Russie. Parce que pouvez-vous parler avec moi en France? Parce que ça. Mais d'accord, c'est pas aussi, pas aussi. Merci beaucoup pour le vous. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vâng ạ, cháu thưa bác Sơn là cháu vẫn đang thắc mắc, chắc là các bạn dưới này cũng thắc mắc là không biết là hai bác cháu vừa rồi nói chuyện gì ạ. Vâng, bác Sơn có thể gọi là phiên dịch lại sang tiếng Việt giúp chúng cháu không ạ? Bạn cũng hồi hộp, thế bạn cũng hỏi là bác nói có đúng không hả? Tức là bác nói tiếng Pháp trong điều kiện nào và bác đi nhiều nước trên thế giới, bác có thể nói các thứ tiếng được không hả? Thì bác có nói là hôm nay bác rất vui là gặp cháu ở đây và bác nói tiếng Pháp với cháu. Thế còn với các nước khác thì nó tùy thuộc. Nước nào thì thổ ngữ nước ấy, ngôn ngữ nước ấy. Vâng ạ, các bác, các bạn cho một xin một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng. Đúng là gọi là không tìm thì thôi chứ anh thấy các bạn khóa sinh năm nay đúng là rất là đặc biệt. Không những ngoan mà là còn giỏi nữa. Giỏi ngoại ngữ. Bây giờ tiếng Nga rồi, tiếng Pháp rồi, bây giờ English. Vâng, có bạn nào đặt câu hỏi bằng tiếng Anh không ạ? Bạn nào đặt câu hỏi bằng tiếng Anh giơ tay ạ. Vâng, có những cánh tay giơ lên. Các anh chị trong ban tổ chức có thể chọn một bạn đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Vâng, tiếng này thì chắc là nhiều bạn dịch được. Con chào bác Sơn ạ, con tên là Nguyễn Quang Lộc và đang sinh hoạt tại lớp Mimosa. Bây giờ thì con muốn hỏi bác câu tiếng Anh, có thể là ngữ pháp có thể hơi sai ạ, con mới suy nghĩ ra thôi ạ. Con hỏi sai thì bác trả lời sai luôn đi. How to be confident when we talk with a crowd ạ. Bác cũng lãng mạn hiểu câu của cháu. Nhưng mà hỏi lại lần nữa. I understand your answer, your question, but to answer right now very difficult, but because the question from you, I think everybody here also not understand. So you can try once again. Give for me your question, please.
Nói chơi, 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 biết cầm thử. How to be confident when we talk so I talk to a crowd. I understand, understand. I think today's meeting very interesting. So I'd like to express my feeling to all of audience here. Yeah? Because you are very young, you are very young. You pay attention for my answer and for my horse story, his story, which I tell to you from beginning of today talk up to now. So thank you very much for the question. But I think everybody here understand what I talk to them today. Okay? Thanks. Thank you. Bác thì bác hiểu qua là bạn ấy có hỏi có thể hơi mất bình tĩnh. Bác nói lại cái nội dung câu hỏi của cháu xem đúng không nhé. Cháu bảo là cái cuộc nói chuyện hôm nay ở đây, không? Bác nói làm sao để cho mọi, tức là sao mọi người hiểu hết được cái ý nghĩa của bác nói, có đúng không? Những câu chuyện bác nói, không? Đúng không? Thì bác có nói với cháu đấy, bác có nói cháu là bởi vì là cái cách đặt câu hỏi ấy thì nó cũng rất là quan trọng, bởi vì là nó phụ thuộc vào ngữ pháp và từ vựng. Nếu mà cháu đặt câu hỏi đúng thì người ta sẽ trả lời đúng. Nhưng mà qua những cái từ cháu nói bác hiểu ấy, thì bác có thể hiểu là một có hai ý. Một là bác đánh giá thế nào về những người ngồi xung quanh đây khi nghe bác nói chuyện. Hai là bác truyền đạt bác nói thế nào để cho tất cả mọi người xung quanh đây ngồi, tất cả xung quanh đây đều hiểu câu chuyện bác nói. Wow. Thì hai cái đó là như thế nào thì, hoặc cháu có thể đặt lại câu hỏi bằng tiếng Việt, ví dụ như vậy. Xin lỗi bác, nhưng mà bác có thể là hiểu sai ý của con rồi ạ. Câu hỏi con nó là làm sao để có thể tự tin khi mà nói chuyện trước một đám đông ạ. The first would like to have a knowledge. Okay? The second, you have to love to the audience and the prospect to the audience. All of students, all of attendance here as meeting today with me. So I repeat for you once again. The first reason, that's knowledge, your knowledge. The second, the love to the all of audience here, and respect all of it. Thì bác có nói với con thế này này, để cho mọi người ở đây, người ta thu hút được mọi người ở đây, trước hết là phải là cái sự hiểu biết. Thứ nhì, phải là cái sự tôn trọng và tình yêu, tình cảm đối với tất cả mọi người ở đây. Thì con sẽ thu hút được tất cả những người ở đây khi con nói chuyện. Ok? Thank you for question. Dạ vâng ạ, cháu Đức Bắc Sơn là còn rất là nhiều những câu hỏi, nhưng mà tuy nhiên là thời lượng của chương trình có hạn nên chúng cháu xin phép là sẽ cho một bạn hỏi một câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Còn những câu hỏi khác thì chúng ta sẽ viết giấy và gửi lại cho bác Sơn, nếu như có cơ hội thì bác Sơn sẽ trả lời sau ạ. Vâng, xin mời bạn. Con chào bác, con là Bùi An Khánh đến từ nhóm Osaka. Con có một câu hỏi muốn bác trả lời, đó là bác có thể chia sẻ cho chúng con là làm cách nào để tạo ấn tượng tốt đẹp nhất trong mắt của mọi người xung quanh ở lần đầu tiên gặp mặt ạ. Con cảm ơn ạ. Để tạo ấn tượng tốt cho mọi người xung quanh lần đầu tiên gặp mặt, trước hết là con gái phải thật xinh, nam giới phải rất đẹp trai. Bác nói vui vậy thôi, bác nói vui vậy thôi. Tạo điều kiện cho mọi người xung quanh khi gặp mình ấn tượng đầu tiên ấy, thì cái thứ nhất anh phải thể hiện cái gì như lúc nãy bác nói rồi. Muốn thu hút, thu phục con người thì phải là tấm lòng chân thành. Anh phải tạo ra sự cảm nhận thân thiện đối với người đối diện. Tức là con đến với người ta có thể bằng nụ cười, con đến với người ta có thể bằng cử chỉ ánh mắt rất thân thiện, con đến với người ta có thể bằng cái bắt tay,
hoặc con đến với người ta có thể bằng một cái câu chào rất là cởi mở thì đã tạo sự chú ý cho người đối diện với con. Có những người không phải ăn mặc đẹp, có những người không phải là đầu óc bảnh bao, đầu tóc bảnh bao, áo quần chỉnh chu, mà đã là thu hút được cái sự quan tâm hoặc là cái thiện cảm của đối tác. Mà cái đầu tiên bác nói với các con vẫn là cái sự chân thành của mình đến với đối tác. Thuyết phục được người ta hay không? Mình làm cho người ta gần mình hay không? Mình làm cho người ta tin mình hay không? Thì bằng những cử chỉ thân thiện. Con ạ, đó là cái ứng xử của từng người. Mỗi người có một khả năng ứng xử. Có người thì rất là vui vẻ, tươi cười. Có người có thể là bình thản. Nhưng mà một cái bắt tay, cái bắt tay đó trong ngoại giao các bác có quy định và nó có cái sự nhạy cảm. Ví dụ, những người bạn thân thiết mình bắt tay rất chặt. Những người bạn bình thường bắt tay vừa phải. Những người bạn xã giao chỉ cần bắt tay để mà giữ quan hệ, bắt tay vừa phải. Tất cả cái đó nó đều có, nó đều có trong bài học của từng lĩnh vực. Thì bác nói với con là để mà tạo thiện cảm cho một người khi mình mới gặp, trước hết vẫn là cái sự chân thành, tình cảm của mình thể hiện qua cử chỉ, lời nói và ánh mắt. Cái đó là cái quan trọng. Bác đến với con, nó bảo chào cháu, bác cười, bác bắt tay con hoặc bác vỗ vai con, rất là thân mật, rất là đầm ấm, thì con tạo cho con một cái cảm giác gần gũi ngay. Nhưng mà bác đến bác gặp con, bác vỗ vai này, chào cháu, thì nó khác. Cho nên là tất cả cái đó nó do nghệ thuật ứng xử và đối xử của từng con người. Người đó không nhất thiết phải là lớn tuổi hay là trẻ tuổi, mà cái đó là cái nhận thức của mỗi người. Thì bác khuyên các con là bằng sự chân thành, bằng sự chân thành, cởi mở và cái tình cảm của mình thực sự thì mình sẽ thu hút được người ta. Thế nhỉ? Dạ vâng ạ. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn dành cho bác Sơn ạ. Vâng ạ, cháu thưa bác là qua buổi ngày hôm nay thì chúng cháu cũng nghĩ rằng là các bạn khóa sinh qua những gì bác chia sẻ và khi mà các bạn đặt câu hỏi được bác giải đáp thắc mắc thì cũng học được rất nhiều những bí quyết làm sao để trở thành một người thành công, đặc biệt là trong vấn đề ngoại giao và giao tiếp với tất cả mọi người ạ. Vâng ạ, sau đây thì cháu xin phép sẽ mời thầy Thích Trúc Bảo Trực là phó trưởng ban tổ chức của khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng năm 2022 năm nay cùng với đại diện cho ban tổ chức sẽ lên có lãng hoa tặng bác thay cho lời cảm ơn đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Xin các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa với bác đại sứ Nguyễn Thanh Sơn. Thưa toàn thể con khóa sinh. Hôm nay con thấy cái buổi giao lưu ngày hôm nay có ý nghĩa và bổ ích không? Và một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn bác. Kính bạch Chư Tăng, thưa với bác đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, thì qua buổi nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm của bác đối với các bạn, các con khóa sinh của khóa tu mùa hè lần thứ hai từ Chùa Vàng ngày hôm nay, thì các thầy cũng nhận thấy được là bác đại sứ đã có một tình cảm rất là sâu sắc đối với Phật giáo từ lúc mà bé theo mẹ lên chùa, và từ đó mà giúp cho bác có những cái tư duy rất là tích cực. Và bác định hướng cho mình là cần phải sống thiện và phải trở thành một người tốt. Do đó mà trong cái việc học tập cũng như là phấn đấu trong sự nghiệp của bác, bác luôn kiên trì nhẫn nại và biết nắm bắt cơ hội và nắm bắt cái điểm mạnh của mình để mà phấn đấu, để trở thành một nhà ngoại giao, một đại sứ của đất nước Việt Nam đi đàm phán để giúp cho quê hương đất nước của chúng ta được nhiều cái lợi ích. Và hôm nay bác đã đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm đấy cho các con khóa sinh hôm nay, thật sự là vô cùng là bổ ích. Và các sư cũng, quý thầy cũng biết được rằng là bác có những thành công này cũng là do cái tinh thần cống hiến, và tinh thần cống hiến đó là do từ cái tâm và cái đạo đức trong cái công việc làm của bác. Và điều đấy thì cũng mong rằng là tất cả con khóa sinh chúng ta cũng tiếp nhận điều này. Và con cũng biết rằng là trong khóa học này là khóa học giúp con rèn luyện gì? Rèn luyện gì con? Rèn luyện gì? Đạo đức và mở mang gì? Trí tuệ.
Như vậy là những điều này là rất là bổ ích cho con và cũng đúng với lại tinh thần mà bác Nguyễn Thanh Sơn cũng mong muốn cho con. Thế thì khóa tu mùa hè này còn có mấy ngày nữa thôi. Mong rằng các con sẽ tiếp tục rèn luyện đạo đức và trí tuệ nhé. Và một tràng pháo tay lớn nữa để cảm ơn bác Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và thay mặt thầy được sự cho phép của thầy chủ trì và ban tổ chức thì xin được có một lãng hoa để tặng bác. Xin cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác có nhiều sức khỏe. Vâng ạ. Xin cảm ơn tất cả các con. Thank you very much. Спасибо. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you. Thank you very much. Dankeschön. Thêm tiếng Đức nữa con ạ. Vâng ạ, xin mời các bạn học sinh chơi ta. Các con cố gắng học ba thứ tiếng như bác nhé. Thank you. Các bạn hãy cùng gửi lời cảm ơn tới bác nhé. Chúng cháu xin cảm ơn bác ạ. 1, 2, 3. Vâng ạ, một lần nữa chúng cháu cũng xin cảm ơn bác và xin chúc bác và gia đình có một sức khỏe thật là tốt, hạnh phúc và thành công. Xin mời các bạn học sinh hãy cùng vỗ tay thật to theo điệu nhạc để cùng gửi lời chào tạm biệt tới Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn. Các bạn vỗ tay thật cao lên nào. Tại xa nơi thành phố sâu bầu ta lỡ. Giơ thật cao cánh tay của mình lên nào các bạn ơi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay thông qua mạng trực tuyến. Các chương trình trong những ngày sắp tới của khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 năm 2022 sẽ được cập nhật liên tục trên các trang truyền thông của Chùa Ba Vàng. Xin mời quý Phật tử và các bạn hãy cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!